Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Hành động vì môi trường để bảo vệ địa cầu của chúng ta, được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 1 tháng 8 năm 2015 tại Pháp. Dạ, tôi đã nhận rồi, sẽ nhận nữa. Không sao, có dù rồi. Thấy chưa? Quý vị mạnh giỏi chứ hả? Khỏe không? Dạ khỏe. Sao tới lẹ quá vậy? Từ Âu Châu thôi đó hả? Âu Châu còn đâu nữa? Thái Lan nữa. Canada. Úc. Sao biết mà tới lẹ vậy? Sẵn dịp đến thôi phải không? Dạ không sư phụ. Không à. Mấy con ong bảo với quý vị hả? Mấy con ong bận rộn nó nói hả? À, tôi vui mừng gặp quý vị. Xử sự cho đàng hoàng nha. Tôi muốn thấy kết quả. Những thành quả từ nỗ lực của tôi, cũng như mọi người khi làm việc gì đó, mình muốn thấy thành quả chứ, phải không? Một chút gì đó chứ, đúng không? Vậy nói tôi nghe quý vị ở nhà làm gì? Cho tôi phải tới đây gặp quý vị. Quý vị làm gì? Hai năm qua con... Có Miro không? Không có. Không có Miro. Dạ, đây ạ. Rồi, Yusila, hai năm qua con làm gì? Hai năm qua, con mở quầy ăn thuần chay tạo hòa bình. Ngoài chợ trời Chủ nhật ở Geneva. Cái gì? Quầy hàng ăn thuần chay tạo hòa bình. BV là gì? Dạ, ăn thuần chay tạo hòa bình. À, ăn thuần chay tạo hòa bình thế mà. Tưởng cô nói BV. Dạ, không phải. Ờ, ăn thuần chay tạo hòa bình. Sạp bán thực phẩm chay tại chợ trời Chủ nhật ở Geneva. À, vậy là cô buông rồi hả? Dạ, tốt. Bác rất dĩ thôi ạ. À. Có lời không? Mới đầu chỉ vừa đủ trang trải. Nhưng bây giờ khá lắm rồi. Hay quá. Dạ, có nhiều khách hàng quen. Có chút tiền cho tôi không? Không ạ. Nếu sư phụ cần, tôi không bao giờ lại hỏi. Không, tôi không cần gì hết. Không cần gì hết, quý vị biết mà. Tôi không bao giờ lấy tiền của quý vị. Quý vị biết mà. Dù quý vị có giàu đi nữa, thậm chí tôi không biết ai giàu nghèo ở đây. Không bao giờ biết. Có khi tình cờ biết. Chứ không, tôi chẳng bao giờ hỏi. Sẵn dịp dặn luôn, đừng cho tôi mấy thứ này nữa nghe. Mấy thứ này là khăn giấy loại thường màu trắng. Tôi biết đây là khăn giấy còn lại. Còn sót lại 10 năm trước hay sao đó. Nhưng nếu có dùng đi nữa, thì bây giờ tôi dùng loại này. Chỉ lúc nào nghiệp chướng tới mới phải làm cho nó thông. Cái gì đó kẹt ở cổ họng. Vì nghiệp chướng đi ra bằng nhiều cách. Trước kia không bao giờ bị như vậy, thế mà bây giờ bị hoài. Ngày nào cũng có cái gì đó đi ra, không đau ốm gì hết. Chỉ bị vậy đó thôi. Tiện thể nói, hay có lẽ chúng ta xài loại giấy này để ra ngoài cho mọi người xài tới khi nào hết thì thôi. Nếu có cần thì mua từ Trung Quốc. Trang angelin.com bzsangwa.com. Đại khái vậy. Công ty giấy Tuyền Lâm Sơn Đông. Dạ, mãi tặng Sơn Đông. Xa vậy đó. Nếu không đắt lắm thì mình mua nhiều rồi chia nhau. Nếu quý vị cần xài, sao lại không? Cũng giúp Trung Quốc, giúp cho nền kinh tế Trung Hoa. Ít ra cũng phải xài giảm đến mức tối thiểu vì danh tiếng của tôi nghe. Khi nào bắt buộc thì tôi xài giấy này. Nhưng tôi không dùng cả tờ. Thí dụ như phải kịch mũi hay là lao gì trong mắt thì tôi xé ra. Cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi. Thấy chưa? Miếng nhỏ như vậy để lao mắt thôi. Vì nhiều khi... Không biết nữa, bất cứ gì xảy ra.
Vậy là được rồi. Nhưng ý tôi nói là ở nhà quý vị làm gì nữa vì môi trường từ việc nhỏ nếu quý vị không làm ăn buôn bán? Có tắt đèn khi không cần không? Có dùng đèn neon thay thế đèn nóng mà tốn điện không? Có hay là không? Dạ có. Luôn luôn dùng đèn thân thiện với môi trường nhé. Đèn thân thiện với môi trường chỉ tốn 11W mà sáng như 100W. Sáng lắm mà thân thiện với môi trường. Thân thiện với túi tiền nữa. Sao lại phải tiêu nhiều tiền? Khi không cần thiết, kiếm tiền cực khổ, hoặc là dễ kiếm đi nữa. Ngay cả tôi cũng không phung phí điện, ít khi ta bật đèn lắm. Tận dụng đủ thứ, đọc sách, làm mọi thứ cho tới khi trời tối, rồi đi thiền. Hoặc là nếu phải làm gì đó thì tôi dùng... không có điện thoại đó đây. Cái điện thoại nhỏ. Nhờ cô lên lầu. Có lẽ trong phòng tắm hay phòng khách. Cái điện thoại Nokia màu đỏ. Mới. Tôi không còn cái Motorola nữa. Hư hết rồi. Hồi đó hay thu thập một lúc 10, 12 cái nhưng xài nhiều quá hư rồi. Nhiều khi phải bỏ nó đi. Tại xài nhiều quá. Bây giờ có cái Nokia, vì ở đây mua dễ. Nó có nhiều dịch vụ. Ứng dụng, đúng rồi, từ đó. Ngạc nhiên quá, nó có cả âm lịch nữa. Thông minh thật, tại họ biết ở đâu cũng có người Tàu, không phải chỉ có ở Trung Quốc thôi. Người Tàu mà mua thì có nhiều khách nữa. Ai mà có đồng dân hơn người Tàu đúng không? Thông minh quá, tôi nghĩ vậy. Tôi rất ngạc nhiên. Nhưng nếu dùng tiếng Anh thì không dùng âm lịch được. Dùng tiếng Tàu thì mới được. Thì âm lịch cũng có trong đó, hoan hô. Ở nhà quý vị làm gì nữa? Nói lớn lên nữa. Xe điện, tốt quá, vậy tốt. Có hai thực hành giỏi nhất. Tôi cho cục kẹo thường chai. Hoặc một trong mấy thứ này trước tiên. Gì nữa? Ai nữa? Không cái gì. Dạ không dùng giấy vệ sinh. Không giấy vệ sinh, hoan hô. Thấy không, tôi có điện thoại này nè. Dùng điện thoại này thì có thể chiếu vậy nè. Đủ sáng. Nếu không thì dùng đèn pin. Thấy không? Điện thoại nào cũng có chức năng này, phải không? Nên tôi thật sự không cần, ngày nay rất là thuận tiện. Chừng này đủ rồi, đồng hồ báo thức, đồng hồ, đèn pin, lịch, ghi chú nhắc nhở, đủ thứ. Tôi chỉ dùng cái này cho nhiều thứ. Dĩ nhiên có cái đồng hồ ở đó rồi. Họ để nó ở đó từ thời Càn Long. Thì tôi dùng, nhưng tôi không có ra ngoài mua thêm gì không cần thiết. Dĩ nhiên nếu cần gì thì quý vị mua, hiểu không? Tôi không cấm gì cả, chỉ có bảo quý vị ít nhất trong thiền đường của tôi, quý vị thực hành những gì mình đã học. Tuy không thoải mái như khách sạn hạng nhất nhưng cũng đủ dễ chịu rồi, phải không? Có than phiền không? Dạ không. Tất cả đèn dự phòng phải tắt hết. Có một số nói từ thiết bị thế nào nhỉ? Dụng cụ thiết bị có đèn chờ thì mình tắt đi. Ví dụ như điện thoại. Khi nào sạc điện đầy rồi thì mình rút đồ cắm ra hoặc là tắt công tắc đèn báo đi. Như vậy tiện hơn là cắm ra cắm vô. Tất cả các thiết bị này quý vị có thể cắm chung với nhau. Cái mà mình cần rút ra khi điện nạp đầy rồi thì cắm chung vào. Cái ổ cắm có đèn báo, để mình có thể tắt công tắc có đèn báo, tức là tắt điện. Nhưng mấy thứ khác như là tủ lạnh hay gì đó thì không cần. Rút đồ cắm ra hoài, cắm bình thường thôi. Không cắm vô ổ cắm có đèn báo, vì đèn báo nếu mà cả khách sạn đều bật,
thì hao điện lắm. Ở nhà cũng vậy. Không phải là vì mình không phải trả tiền, mà mình vẫn phải tiết kiệm, không phải chỉ nói về tiền bạc thôi, mà còn về môi trường, về công đức của mình. Mình bảo vệ được cái gì là mình được công đức nhờ cái đó. Nhất là nếu đó là công quỹ chung. Trong một bài giảng pháp mà Đức Phật nói trong cuốn này, bất cứ ai trộm cắp đồ của tăng đoàn của Phật hoặc là tăng đoàn, tức là đoàn thể xuất gia, thì điều đó rất là tệ hại vô cùng khủng khiếp, không phải chuyện thường đâu, mà nghiệp nặng kinh khủng, không phải nghiệp bình thường. Vì trộm cắp của người ta là đã tệ lắm rồi, nhưng trộm cắp từ cộng đồng những người tu hành lại càng tệ hơn. Tệ hơn nữa, khủng khiếp lắm. Nghiệp chướng này giống như địa ngục. Cho nên không phải là tôi kiểm soát hoặc ra lệnh quý vị đâu. Quý vị ở nhà muốn làm gì thì làm. Nếu có khả năng thì muốn làm gì thì làm. Có điều quý vị nên nghĩ tới môi trường, nghĩ tới người khác. Nếu tất cả người giàu có khả năng trả tiền điện và dùng điện nhiều, thì người nghèo không có. Quý vị cũng hiểu điều này chứ? Dạ, chúng ta sống trong một cộng đồng, thế giới là một cộng đồng. Mình tiết kiệm những gì có thể để người khác cũng được một chút cơ hội để dùng gì đó, hiểu không? Không phải vì mình có tiền trả rồi mình bừa bãi. Dùng bất cứ gì, quăng tùm lum, phung phí đủ thứ, không phải như vậy. Đâu phải là nghiệp chướng thôi đâu, đâu phải tiền bạc thôi đâu. Cho nên bây giờ quý vị hiểu rồi, bất cứ gì mình dùng ở địa cầu này cũng phải cẩn thận. Càng dùng nhiều từ địa cầu này, càng phải trả nhiều. Không phải chỉ có tiền thôi, mà còn nghiệp nữa. Nghiệp chướng khủng khiếp sẽ đến, hiểu không? Rồi nếu phải đầu thai lại vì lý do gì đó, quý vị sẽ bị thiếu thốn tất cả những thứ mà kiếp trước quý vị phung phí gấp bội phần. Không phải như là phung phí điện một tiếng thì kiếp sau đầu thai quý vị bị thiếu điện một tiếng. Không, không phải vậy đâu. Không phải, mà có thể thiếu nhiều năm. Hiểu chưa? Cho nên bất cứ gì tôi dạy quý vị, hãy thực hành nhé. Dạy đủ rồi. Dù mấy trăm năm sau, tôi không giảng nữa. Nếu quý vị thực hành những gì tôi nói, tích lũy từ thể nghiệm bên trong hoặc bên ngoài, thì đời sống của quý vị sẽ tốt đẹp hơn nhiều, nhiều lắm. Không phải là cho tôi. Quý vị không cần phải vâng lời tôi. Điều đó không làm gì tốt hơn cho tôi. Có điều, quý vị nên làm người tốt trên địa cầu này. Làm người biết quan tâm, thương yêu tử tế và biết bảo vệ. Bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường tức là bảo vệ người khác. Bảo vệ con cái mình và con cái của con cái của con cái của con cái, quý vị đó. Có hiểu không? Dạ hiểu. Vạn vật có liên quan tới nhau chứ không phải là một ở đây. Không phải chỉ quý vị thôi. Quý vị có con không? Có, nhiều người có con, phải không? Quý vị hiểu cảm giác như thế nào khi mình dặn dò con cái? Nói hoài, nói mãi, mà nó cứ làm ngược lại. Thấy có vui không? Dạ không. Cảm thấy sao? Nói nghe. Không những giận dữ mà còn đau lòng, buồn bã, căng thẳng. Cảm thấy không vui. Tôi cũng giống như mấy phụ huynh đó. Ước mong con cái mình lớn khôn nên người, xử sự đúng đắn, đàng hoàng. Nếu quý vị nói chúng con không biết làm sao để cảm ơn sư phụ, chúng con thương sư phụ quá, chúng con có thể làm gì cho sư phụ, thì làm vậy đó, thực hành mấy việc nho nhỏ đó cho tôi, cho thế giới. Đừng nói thực hành là được rồi. Nói thì ai cũng nói nhiều, nhưng thực hành là khác. Thà đừng nói mà làm, thay vì không làm mà cứ nói thôi. Ai cũng có thể nói. Quý vị biết là ai cũng vậy. Coi TV thì biết, ai cũng nhảy lên nói bất cứ gì.
chính trị gia, có người tốt. Có người chỉ nói suông thôi. Rất khó. Cũng khó cho người mà thật sự muốn làm vì có phe đối lập. Họ muốn làm hỏng việc hoặc chỉ muốn gây phiền phức. Cho nên, làm chính trị gia đâu phải lúc nào cũng dễ. Từ lúc tới đây, mắt tôi là bắt đầu gây rắc rối. Tôi muốn đọc truyện quý vị nghe, chịu không? Dạ, ồ quên, quý vị còn làm gì khác nữa? Phải kể tôi nghe. Dạ, hứng nước mưa. Cái gì cưng? Hứng nước mưa. Hứng nước mưa tuyệt vời. Đủ dùng cho cả nhà không? Hay là ít nhất cũng được một ít? Dạ, ít ra là đủ cho mùa hè. Khi tắm còn hứng nước tắm. Từ vòi sen. Rồi dùng để dội bồn cầu. Cô dùng nước tắm từ vòi sen để dội bồn cầu. Giỏi lắm, tôi làm vậy hoài. Khi nào làm được, tôi vẫn làm vậy. Nếu không, thì mua mấy cái thùng lớn đó, để trong chỗ mình tắm, rồi tắm trong cái thùng đó. Nếu đến khách sạn bên Áo, chắc quý vị vẫn còn thấy cái thùng đó, không mua được cái mình muốn. Nên họ mua cho tôi cái thùng lớn đó. Có mấy lỗ hổng dưới đáy để người ta trồng cây trong đó. Thành ra nó mới có lỗ hổng dưới đáy. Vì nước chảy ra nên tôi phải dùng nhựa silicon bịt mấy cái lỗ lại rồi tắm vòi sen trong đó. Tôi nghĩ họ vẫn còn giữ trong phòng tắm của tôi. Hy vọng vậy. Vì ở Áo tôi không có bồn tắm nên tôi mua. Phải đi khắp nơi tìm chậu mà không thấy, cuối cùng phải tới chỗ bán đồ làm vườn. Mua cái đó, bịt mấy lỗ lại, rồi vui vẻ tắm vòi sen trong đó. Một lần tắm như vậy là có thể dội bồn cầu được nhiều lần. Nếu đi tiểu tiện thì có lẽ không cần phải dội nhiều. Dội sau lần thứ ba, thứ tư gì đó, tùy theo. Nhưng nếu đi đại tiện, thì dĩ nhiên là phải dội mạnh xuống. Nhưng ít ra, chứa một xô là tiết kiệm được một xô. Có người không phải chi thêm cho mấy thứ khác. Bởi vì nếu điện, nước hay bất cứ gì trở nên đắt đỏ, thì người ta cũng phải trả thuế nhiều hơn. Mọi thứ đều liên quan với nhau trên địa cầu này. Cho nên mọi thứ tôi dùng với lòng biết ơn. Với niềm vui tri ân và cũng khiêm tốn rằng mình quá may mắn được sống trong môi trường có nước sạch, nước sẵn sàng để dùng. Dù sống trên rặng núi đó, không chút nước nào, tôi mua một cái bể chứa để hứng nước mưa cho túp lều tôi ở. Túp lều nhỏ thôi, khoảng 1m7, 1m5 thôi, nhưng thời gian sau có mưa, đủ nước để xài. Cũng có căn nhà chính nữa. Cũng hứng nước mưa từ đó, dù tôi không ở căn nhà chính đó. Tôi để cho chó ở, như vậy thoải mái hơn. Mát hơn so với lều. Hoặc là túp lều của tôi, còn tùy. Trong lều dĩ nhiên là cái lều như thế này khó mà hứng nước mưa, nhưng nếu tôi để vài tấm bạt lớn bên trên, hứng nước mưa thì cũng được một ít. Tuy nhiên đi tới đâu tôi cũng cảm thấy mình rất là may mắn. Dù ở nơi hoang dã, như là 15 phút lái xe xuống núi, họ có dòng suối mà người ta thường giặt đồ ở đó. Thời xưa không có máy giặt, phụ nữ ai cũng tới đó giặt đồ. Mà nước thì chảy không ngừng. Chúng tôi lấy nước từ dòng suối này ở phía trên, rồi mang về nhà để giặt giũ, lau mình mẩy, rửa chén, đủ thứ. Thành ra tôi may mắn lắm. Hồi lần đầu tiên tôi mới lên mấy ngọn núi này, nước suối từ trên núi vẫn còn chảy. Dù là chảy dòng nhỏ xíu, nhưng bây giờ hết chảy rồi. Khí hậu thật sự đã thay đổi nhiều thứ, thay đổi quá nhiều. Không còn nước từ dòng suối mà tôi thường dùng, nên chúng tôi phải đi xuống ngôi làng. Làng nhỏ, tôi gọi là phố, nhưng đó chỉ là ngôi làng nhỏ đến đó để lấy nước.
Ngày nay họ vẫn dùng dòng suối đó. Một vài phụ nữ buổi chiều đến đó, giặt giũ với nhau, tán chuyện với nhau. Họ không mua máy giặt. Dễ thương lắm, vui lắm, thấy sinh hoạt trong thiên nhiên như vậy. Cứ như thời xưa, đó là một làng nhỏ cổ xưa nhưng rất nổi tiếng, có lâu đài và vườn bách thú thiên nhiên. Vườn bách thú lộ thiên gần đó, người ta đến đông lắm. Ngôi làng rất là trụ phú. Quý vị còn làm gì nữa? Điện thoại, ý nói micro. Hình như micro không có tiếng, bật lên. Chúng con tổ chức buổi trình chiếu DVD nhạc kịch dòng lệ âm thầm trong một thành phố tương đối nhỏ. Có khoảng 200 người tham dự. 200 tức là 2.000. Dạ không, không, 200 thôi. 200, ờ tốt, vậy tốt, tốt lắm. Quý vị làm được gì thì làm, để gia trì cho mọi người. Gì nữa không? Hoàng Hồ, sao dòng lệ âm thầm thôi, sao không có cái khác? À, có tính cách giải trí hơn, người ta thích hơn phải không? Ờ, à, cũng tốt, tốt. Nói đi. Quý vị có nóng không? Ờ, à, nóng, tốt. Vậy mình có thêm chút vitamin D cho mùa đông sắp tới. Nói đi. Bà con cũng hứng rất nhiều nước mưa. Bà trồng rất nhiều rau hữu cơ, rất nhiều. Tốt quá. Cho nên chúng con không cần mua rau. Bà con trồng đủ loại rau nên có thể hái từ vườn. Tốt lắm. Chị con cũng trồng rất nhiều rau ở nhà chị ấy nữa. Tốt lắm, hoan hô, quý vị làm vậy đó. Chúng con cũng dùng quang điện, tắm quang điện, dạ, rồi lấy điện từ đó làm nước nóng. Ờ, nếu có nữa thì dùng máy quét đại. Thì có thể dùng máy đó sưởi ấm cả căn nhà. Dạ, chạy máy sưởi hoặc là máy lạnh. Dạ, tôi dùng máy lạnh và máy sưởi. Máy sưởi thì cho mùa đông, máy lạnh cho mùa hè. Dùng quang điện hết, dĩ nhiên là tất cả đèn đuốc này kia. Cho nên chúng con có đủ cho một gia đình. Và nấu nướng, nấu bằng hai cái bếp nhỏ như cái đĩa và bình đun nước nóng 1.000W. Ngày nay bản quang điện có thể dùng cho nhiều thứ. Nếu quý vị có đủ chỗ để trải nó ra, nếu có đủ nắng. Cho nên chúng con như một gia đình, đại gia đình, anh chị con, ai cũng lập gia đình, mỗi người chạy một chiếc xe điện Nissan Leaf. Tốt lắm, tuyệt vời. Tôi nghĩ cô được cục kẹo phần chai. Gia đình cô bao nhiêu người ở đây? Chúng con có 5 người. Chị hai thảy cho 5 cục kẹo nè. Rồi, 5 cục kẹo thuần chai, không có đủ kẹo. Ai mang giùm lại gần đây đi. Tôi già rồi. Ôi, cô cũng vậy. Trời ơi, có nặng quá không? Để đó đi. Được rồi. Yusula nè. Cảm ơn sư phụ. 5 người nè. Tượng trưng thôi nha. Cảm ơn sư phụ. Mấy thứ này ngọt, thật ra cũng không nên ăn nhiều, nhưng thôi không sao. Tốt lắm, gia đình cô làm điều tốt, việc lớn, nên tôi cho bánh thuần chai lớn. Tốt lắm, hoan hô. Và dòng lệ âm thầm nữa. Ở đó đi. Băng qua mấy người mập này khó lắm, người mập thuần chai. Còn ai vừa nãy nói không? Quên rồi. Giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh thôi hả? Không còn gì khác. Mùa hè không dùng máy lạnh. Tập quen rồi, con không thấy nóng nữa. Đúng vậy, cũng đỡ, con thích nóng lắm. Thấy như cô muốn cái đó. Rồi, còn gì nữa, ai nữa? Dạ. Đa số quý vị, ai cũng làm gì đó phải không? Dạ. Đưa micro.
Con xin nói về năng lượng. Năng lượng oxy lấy từ lá rụng ngoài vườn. Ai cũng có thể dùng. Nói lớn hơn được không? Dạ, ông đó bán máy phát điện này có 30 đô thôi. Một máy phát điện 300 đô. Nó tạo ra khí ga có thể dùng phát điện hoặc là sưởi ấm. Thật sao? Hay quá vậy. Ông đó cũng đưa ra... Anh ngồi đâu? Có tiếng nói mà trốn kìa. Không thấy người đâu. Máy phát điện này 300 Mỹ Kim hay là 300 Âu Kim? Dạ không, chỉ 30 Mỹ Kim. Cho mỗi gia đình 30 Mỹ Kim thôi. Rồi sao? Dễ sử dụng, mọi người ai cũng dùng được. Rồi mình có thể phát điện từ máy đó hả? Dạ, mình độc lập và có thể dùng thật sự phát điện từ máy đó. Biết, biết, nhưng phải dùng xăng đúng không? Xăng? Dạ không, không cần, mà dùng lá ngoài vườn, thật vậy sao? Mua cái này ở đâu? Ông đó vừa mới phát minh, cùng với vài khoa học gia. Vì mùa đông, ông ta thấy cực quá. Ai phát minh máy đó? Ông đó với mấy người bạn. Ở đâu? Ông đó ở đâu? Một khoa học gia, kỹ thuật gia trong ngành này. Ông có sản xuất thêm ít nữa cho mình dùng được không? Ông này bỏ rất nhiều công lao vào việc đó, cỡ một năm. Bây giờ làm được rồi, xài máy này dễ. À, và rất tốt. Chỉ cần dùng lá bỏ trong máy mà đạt được rất nhiều công suất. À, khi đốt oxy tốt hơn là khi đốt không oxy. À, dĩ nhiên, dạ, bởi vì mình đạt được 97% hiệu suất. Hay quá, hay quá. Sao ông ta không sản xuất nhiều hơn cho mình mua? Dạ, ông có bán trên mạng. 39 đô thôi, ai cũng có thể dùng. Nhưng đó là giá bán khuyến mãi, con nghĩ bây giờ không còn nữa. Không còn nữa hả? Con nghĩ đó chỉ là thời gian khuyến mãi, nhưng có lẽ họ sẽ bán nữa. Internet gì nói lớn được không? Dạ, trên Internet, nhưng bây giờ con không biết trang mạng nào. Anh kiếm trang mạng đó được không? Dạ được, rồi đưa cho văn phòng nhé. Dạ chắc chắn con sẽ làm. Rồi mình đăng lên, ai muốn mua loại này thì mua. Dạ, liên quan tới chuyện này, có một máy phát điện, cũng sản xuất ra nhiều điện lắm. Họ làm tất cả. Họ bán trọn gói nếu mình muốn mua. Tốt lắm. Chúng ta sẽ nghiên cứu về máy đó. Nếu biết được nó ở đâu. Dạ, anh đưa cho văn phòng nhé. Đích thân ta sẽ coi thử nó như thế nào. Mấy thứ này ta thích lắm. Sản xuất ra bao nhiêu điện, giá cả như thế nào? Gì nữa không? Lá trong vườn thôi sao? Dạ, độc lập. Có thể dùng lá trong vườn. Tốt lắm, đại khái vậy. Ít nhiều cũng có cái gì chứ hả? Tôi cũng có thể dùng máy đó cộng với điện quang và nước mưa. Thì khỏi cần gì nữa hết. Thật vậy, không cần gì. Sống trên núi chúng tôi ít khi cần gì. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi cũng không có đủ điện. À, có lẽ đủ. Nhưng nhiều khi trời mưa mấy ngày liền. Thì điện ít lắm, ít hơn bình thường. Lúc đó thì phải dùng ga để nấu ăn. Nhưng rất ít, nấu nướng ít lắm. Nhiều khi nấu cho chó thôi, nấu cho con nào già kém ăn như Happy. Nếu không, chúng tôi ít khi nấu gì. Vậy cũng tốt, ít ra mấy con chó cũng có máy lạnh mát mẻ. Máy lạnh, ta dùng cái máy nhỏ nhất. 250 kW, không phải kilowatt, xin lỗi, máy lạnh 250 W. Mùa hè mát lắm, tốn rất ít điện. Tốt lắm, còn gì nữa không? Ở nhà và ngay cả trung tâm này, con luôn luôn vặn vòi nước.
sàn phía nước lạnh để người kế tiếp dùng. Họ không để nước nóng chảy ra một cách không cần thiết. Hiểu, dĩ nhiên, sau khi dùng nước nóng xong, quý vị vặn vòi sang phía lạnh. Dạ, chứ không nhiều khi có người bị bỏng nếu họ đi vào quên không dòm, rồi nước nóng chảy ra, lãng phí. Phí đi, không những vậy mà họ còn bị bỏng. Thì tệ lắm. Dạ, thậm chí tôi không xài nước nóng. Mùa hè, mùa đông gì cũng vậy, dùng nước lạnh hết. Chúng tôi có máy tắm nước nóng. Mấy loại nhỏ 10-15 lít, nhỏ lắm. Mở lên rất lẹ mà dùng rất ít. Nhưng mới đầu, tôi đổ nước nóng vào cái xô. Một nửa xô rồi hòa với nước lạnh. Rồi dùng nước ấm đó. Trong khi đó thì máy lạnh nóng nữa, được một mẻ nữa, nên không phải dùng cái bự như thế này. Nhưng bình thường, tôi không xài nước nóng. Chỉ khi nào mùa đông cực lạnh mà phải tắm. Trường hợp như vậy, thì chúng tôi dùng chế độ lau khô. Hiểu ý tôi không? Dùng khăn xà bông thôi. Không biết sao tu hành nhiều, không ra mồ hôi gì mấy, ngửi không hôi lắm, ít khi nào tôi tắm mỗi ngày. Vả lại, chó của tôi cũng không màng cái mùi của tôi. Sống một mình độc thân có lợi rồi đó. Chẳng phải thoa gì hết, không nước hoa, không gì hết. Có mùi cũng thấy vui. Tôi không ngửi thấy mùi gì, nhưng dĩ nhiên có thể là mình không ngửi thấy mùi của mình, nhưng ta chẳng bao giờ nghe mùi của tôi. Sống trên núi một mình, độc thân, chỉ có mình với mấy con chó, để ý làm chi? Cho nên tôi cũng không cần giặt đồ nhiều, cũng không tắm nhiều. Nếu có tắm thì cũng chỉ dùng khăn xà bông lau, nước xà bông. Nếu tắm vòi sen thì tôi tắm trong cái thùng hay trong cái gì đó có thể hứng nước, rồi tiếp tục dùng nước đó. Dội bồn cầu, luôn luôn làm vậy. Nhiều khi chỉ một lần tắm vòi sen hoặc tắm bồn mà mấy tuần sau nước hứng vẫn còn vì mình biết cách dùng cần kiệm. Tôi rửa tay trong cái chậu hay gì đó. Rửa mặt, đủ thứ như vậy. Để nước có thể được tái sử dụng, thậm chí trên núi không có đủ nước. Mà tôi vẫn tiết kiệm đủ nước để trồng rau. Hay quá. Bây giờ rời khỏi đó rồi, không biết mấy cây rau có sao không. Nhưng tôi có trồng một ít. Trồng cây ăn trái, rau. Mấy loại rau đơn giản mà không cần phải chăm sóc nhiều lắm. Chỉ chọc ngón tay xuống đất. Đất chỗ nào cứng thì làm nó xốp ra rồi để dùng cái gì nhỉ? À, cái đũa. Không có dụng cụ gì trên núi. Tôi dùng chiếc đũa, chọc một cái lỗ xuống đất, rồi để hạt giống vào trong đó, một, hai hạt vô đó mà nó lên tươi tốt quá chừng. Trước đây lâu lắm, tôi có căn nhà khác. Tôi trồng nguyên một khu vườn. Nào là cà rốt, củ cải, rau xà lách, bí tây cũng có luôn, đủ thứ. Cà rốt hữu cơ ra cỡ này. Có củ chỉ bằng ngón tay cái, hoặc nhỏ như ngón tay, nhưng ngon tuyệt. Công lao mình mà. Tôi hãnh diện lắm. Còn gì nữa? Dạ thưa sư phụ. Ở nhà chúng con dùng bếp cảm ứng để tiết kiệm điện. Vì bếp cảm ứng nấu nhanh lắm ạ. Mà đỡ tốn rất nhiều điện. Hơn là nấu bằng bếp thường. Nhưng phải hết sức cẩn thận với loại đó, không phải ai cũng xài được. Vì mình phải vặn cho chặt. Khi mở, hơi nóng bay ra. Mở ra mà không cẩn thận, có thể rất nguy hiểm. Cho nên phải biết cách dùng. Dạ. Tất cả mấy loại nấu nhanh bằng ga hay bất cứ gì, nếu không dùng điện thì dùng ga cũng được. Nhưng dùng ga cũng phải hết sức cẩn thận, dùng xong luôn luôn phải đóng van cho chặt. Tôi hơi sợ ga, nhưng dạo này tôi cũng ít nấu nướng.
Hồi còn truyền hình vô tận sư thì tôi thường xuyên nấu hơn, nấu ăn cho chương trình. Nhưng bây giờ thì khỏi. Chó của tôi cũng dễ. Chúng tôi cho chó ăn. Mấy đồ khô từ hãng của Ý, ngày nay họ có nhiều hãng lắm. Nào là hiệu Army Trainer, rồi họ có hiệu gì nữa? Bonevo, Bonevo, Yara, hả? Yara nữa, đủ loại. Cho nên ngày nay thuận tiện lắm. Thế giới đang ngày càng tốt đẹp. Hồi chưa có đài truyền hình, mình đâu biết đồ chai cho chó nào đâu, phải không? Chỉ có một loại mà tôi dùng, cái gì nhỉ? Wison hay gì đó, gì nhỉ quên rồi. Wison, không, lâu lắm rồi. Hồi đó chưa biết hiệu Ami. Bên Mỹ tôi thấy hiệu đó, thì dùng hiệu đó, nhưng không mua được nữa. Gì cũng được, miễn sao thuần chai là tốt rồi. Quý vị cho chó ăn từ từ một chút thôi, như họ đề nghị khi mới cho ăn lần đầu, cho nó quen dần. Nếu không, nó có thể bị đau bụng, hoặc là không muốn ăn thứ đó, trộn với đồ ăn cũ trước tới khi nó quen rồi, sau đó mới bỏ đồ ăn cũ đi. Rồi, còn gì nữa không? Dạ, thưa sư phụ, hỏi chà, ai cũng muốn kẹo thần chai hả? Đúng vậy. Dạ thưa sư phụ, cô ở đâu? Dạ đây. Ờ, trong nhà chúng con chỉ bật nước nóng khi cần. Thay vì bình nước nóng thường xuyên sẵn sàng, thì mỗi lần chúng con mở nước nóng tự động bật lên. À, cho nên không có phí điện. À, đồng thời, khi con mở nước nóng, trong khi đợi nước nóng lên, thì con hứng nước lạnh vào cái xô, rồi để nó qua một bên. Tại vì nơi con sống lạnh lắm, không dùng nước lạnh được, nên con để nó ở đó. Đợi khi nào nước nóng chảy ra thì dùng. Rồi nước lạnh kia, con để trong cái xô dùng sao để dỗ bồn cầu, hoặc là để rửa ráy. Tốt, hiểu. Vì nước lạnh chảy ra trước, rồi nước nóng mới chảy ra sau. Nhưng có máy loại làm nước nóng ngay, nhưng tốn điện lắm. Dạ không, sư phụ. Cái này không tốn nhiều điện. Thật ra hóa đơn tiền điện của con giảm xuống, giảm hơn 50%. Ồ, tốt lắm, tiết kiệm, thấy không? 50% là 50 để dành trong tài khoản ngân hàng. Mua được mấy thứ khác, quần áo mới hay gì đó mình cần. Tiền luôn luôn là mối phiền toái, nhưng nó hữu dụng. Tốt lắm, một cái bánh thuần chai. Nhưng nếu không đến đây được thì quý vị truyền xuống cho cô ta tượng trưng thôi mà. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nha. Một cái bánh thuần chai cho cô. Truyền ra đằng sau, không phải cho cô, truyền đi. Truyền cái lớn ra đằng sau, bánh nhỏ cô giữ đi, tại bị ném trúng đầu. Cái bánh thôi mà, phải không? Mềm, đâu có đau, phải không? Có đau không? Dạ, chút xíu. Ồ, xin lỗi, cái bánh làm đau. I'm sorry. The cake hurts. Cái bánh nhỏ, bánh quy nhỏ làm đau. Ai nói hồi nãy nữa mà tôi chưa cho. Ồ, cô thuộc về gia đình đó. Được một cái rồi, đừng có ăn gian. Đừng nhìn cái đổ bự này rồi thèm. Anh máy tính. Anh chàng Internet. The Internet man. Anh hả? Ồ, tôi chưa cho hả? Đây. Người nào hồi nãy nói mà tôi chưa cho? Đây. Ai nữa? Phía sau có nói rồi hả? Ồ, xin lỗi, anh sao quá. Tai bị sao vậy? Dạ, con kéo tấm thảm. Ồ, kéo thảm bị đau tai. Ồ, tội quá chừng đi. Nghiệp chướng đúng không? Làm việc thì thế nào cũng bị sao đó. Tôi cũng bị đau nè. Có thẹo lớn ở đây, vẫn còn cái thẹo ngoằn ngoèo, không chịu mờ đi. Tôi té cầu thang nên bị một cái thẹo lớn chỗ đó. Mấy cái thẹo khác lành rồi. Rồi, sô cô. Micro.
Ồ, con mặt mũi bây giờ sao rồi? Không có gương ở đây để hỏi. Gương kia ngự ở trên tường. Không, tôi chỉ sợ nó trôi đi hết. Sao, cảm ơn cưng. Không như mọi khi. Bây giờ nhiều nếp nhăn hơn. Mấy người viễn thị không thấy đó chứ. Xin thông báo với mọi người. Không nghe thấy gì, bật lên. Con xin thông báo với mọi người. Ai mà không có xe điện thì có cách nữa để giảm thiểu thuê CO2. CO2 nên họ có thể dùng CBL. Cái gì? CBL, CBA. Dạ, không phải CBL. CBL đó là cái gì? GBL. Bên Đức chúng còn gọi là LPG. À, nhưng nó là cái gì? Nó là nhiên liệu khí lỏng. Khí lỏng. Nhiên liệu. Nhiên liệu giảm tháng khí CO2 lên tới 80%. Dạ, 80%. Dạ. Nên ở bên Đức chính phủ khích lệ người dân dùng nhiên liệu đó, cho nên họ không đánh thuế. Ồ, tuyệt vời. Bên Pháp hay là Anh hay là mấy chỗ khác có không? Ờ, có đây. Cảm ơn nhiều lắm. Gương kia, trời, nó chẳng nói gì hết. Gương của tôi trên tường luôn luôn bảo rằng tôi trẻ đẹp, nhưng nhìn dưới ánh nắng mặt trời tôi nói nhà người nói dối. Gương nó dối tôi. Ngũ giới nó không giữ. Tốt quá, nếu các nước khác cũng có thì làm ơn dùng nha. Taxi ở Thái Lan, bây giờ cũng có ở Thái Lan hả? Tài xế taxi dùng, đưa cho cô ta, đưa cái này. Nhưng con không nghĩ cái đó cho mọi người. Nói lại nghe. Vì tiền hả? Thật ra cái đó là để đỡ tốn tiền. Thái Lan họ dùng cái đó. Tất cả tài xế taxi, nếu họ dùng một cái LPG. Nhưng LPG cũng có bảo vệ môi trường không? Có hả? Vậy thì cả hai. Tốt, tốt, ít ra cũng đỡ tốn tiền. Tại vì nó giảm thiểu khí CO2 thải ra tới 80%. 80%, cô không nghe hả? Tôi còn nghe thấy. Con có nghe nhưng con không biết tại sao. Đó là từ máy này. Ok, mua cái đó ở đâu? Rẻ lắm mà, dùng cái đó rẻ lắm. Nhưng ở đâu? Dạ không, không cần mua, chỉ đổi xe. Đó là một hệ thống khác cho xe. Một loại xe mới hả? Dạ không, xe đó. Mình thay đổi xe của mình, thay đổi hệ thống thiết bị cho xe. Dạ. Kỹ sư cơ khí họ biết cách làm. Thợ sửa xe sẽ biết cách làm. Dạ. Mình nói họ làm sao? Nói là muốn hệ thống CBL. Dạ. Mà giảm 80% CO2 là họ biết. Dạ phải. Ồ, tốt quá. Quý vị về nhà làm đi, nếu không có tiền mua xe điện hoặc là không mua được. Nhiều khi mua xe điện cũng khó khăn. Nếu muốn mua xe điện, tôi phải đặt hàng lâu lắm. Hoặc sư huynh, sư tỷ của quý vị phải đi nước khác xa, thật xa. Hay là đi rất xa ở đây mới mua được xe cho tôi, hiểu không? Tại vì đâu phải chỗ nào cũng có. Hoặc là mình phải đặt trước, chờ đợi rất là lâu. Nếu quý vị không có tiền mua, vì nó chưa rẻ lắm. Tốn bao nhiêu để mà đổi xe một cái này? Bên Đức tốn nhiều nhất cũng khoảng 3.000 Âu Kim. 3.000 Âu Kim để đổi nó. Rồi sau đó tốn bao nhiêu mỗi ngày? Sau đó không cần nữa, chỉ đổ nhiên liệu này vô xe rồi lái. Không cần gì hết. Hiểu. Nhiên liệu này có bán ở mỗi trạm xăng không? Dạ có. Ngày nay có nhiều trạm xăng có nhiên liệu này. Dạ, họ tạo ra nhiên liệu đó. À, cho nên khi lái xe, mình cần nhìn xem trạm xăng này có bán.
loại nhiên liệu đó không? À, hiểu rồi, quý vị làm thử đi. Nhưng trước hết phải hỏi xem có trạm xăng nào gần ở quốc gia quý vị có nhiên liệu đó không? Rồi mới đổi mấy cái kia. Ồ, tốt lắm, tốt quá, sô-cô-la. Tốt, tốt, tình vui. Đây, sô-cô-la. Ờ, micro đằng kia. Đằng kia trước, rồi tới đằng kia. Tốt quá, vậy tôi khỏi đọc truyện nữa, khỏi gì hết. Ngồi đây chơi thôi. Úi chà, nóng mà phải bận nhiều quần áo. Đó là lý do, một trong những lý do tại sao tôi không đến gặp quý vị thường xuyên, để khỏi phải mặc đủ thứ. Ba lớp nè, thấy không? Một, hai, bên trong nữa. Quạt, à phải rồi, cái này thân thiện môi trường đây. Zero, CO2. À, mùi trầm. À, nói nghe. Bật lên trước, vì chúng ta đang nói về xe. Con nghĩ mọi người có lẽ thích nghe. Có ông kia người Tàu thông minh lắm, ở Đài Loan còn được biết là Formosa. Xin lỗi, con quên tên ông đó rồi, nhưng con biết tên công ty ông ta. À, ông sáng chế một loại xe mới, dùng động cơ. Động cơ tạo ra điện năng. Hay quá. Mình không phải thêm cái gì, nhưng phải có loại xe đó. Nguyên lý là chiếc xe có 6 bánh. Hai bánh giữa hình bầu dục. Hình bầu dục chứ không phải hình tròn. Với dáng hình này, khi bánh xe chạm đất, nó tạo ra một sự chuyển động nào đó. Ồ, rồi sao? Tạo ra điện lực cần thiết. Hay quá. Cho xe chạy. Ông đó ở đâu? Ông không có ở đây. Dạ, ông không cho ông kẹo được hả? Dạ, không sao. À, sư phụ có thể đưa cho con. Mình mua được không? Bây giờ ông chỉ mới sản xuất xe mẫu. Một chiếc thôi, nhưng ông có một trang mạng. Được. Ông đặt tên công ty là Ha Ha Quốc tế. Ha ha. Vì ông cười, ông ấy nghĩ ai mua xe này cũng sẽ nói ha ha. Tôi chưa mua mà đã ha ha rồi. Tôi mua một chiếc được không? Ông sẽ bán, hiện giờ ông đang bán cổ phiếu ở Đài Loan, còn được biết là Formosa cuối năm nay hoặc là đầu năm sau. Ông muốn sản xuất, bắt đầu bán thêm nhiều cổ phiếu quốc tế. À, sang Mỹ rồi ông sẽ sản xuất hàng loạt. À, tốt, tốt, người này rất thông minh. Bánh thuần chai của cô đây. Cảm ơn sư phụ. Được lắm, tốt. Khi nào ông ta sản xuất hàng loạt thì cô cho chúng tôi biết nhé. Ha ha, ha ha. Người kế tiếp, ai chưa nói? Năm ngoái ở Đài Bắc có một siêu thị mới tên là iVegan. Cái gì trong đó cũng thuần chay. Nhiều người không ăn chay, nhưng họ cũng vô đó mua. Vì rau trái trong đó rẻ hơn những siêu thị khác. À, và họ làm ăn rất khá, tốt. Họ sẽ mở siêu thị thứ hai vào tháng này, cũng tại Đài Bắc. Đó là từ đồng tu mình hay từ người khác? Một số là đồng tu, một số là nhóm khác, cũng là nhóm ăn chay. Ok, dạ, tốt lắm, chúc mừng. Siêu thị chay ở Paris mở rồi phải không? Mở rồi hả? Siêu thị chay, dạ, này, dạ, dạ, làm ăn khá không? Con nghĩ là khá vì sắp được 3 năm rồi. Cô biết nhiều hơn không? Micro. Chà, tôi nghĩ thế giới đang thay đổi lẹ. Dạ. Micro cho người này. Rồi, cô nói trước. Không, tôi đang hỏi về siêu thị chay đó. Chà, nghe mấy tin này vui quá. Ngày nay người ta đã quảng cáo món thịt chay chiên xù, cá chay đủ thứ trên truyền hình Đức rồi. Không thấy trên truyền hình khác, nhưng có thấy trên truyền hình Đức. Người Đức tốt, tốt.
Truyền hình Thụy Sĩ cũng vậy, tôi có thấy. Nói đi. Dạ đúng sư phụ, kinh doanh rất tốt. Thật ra ông ấy còn muốn mở thêm tiệm và đang dự định mở một tiệm nữa, con nghĩ là ở Lai Anh. Và cũng đã có một siêu thị thuần chay nữa ở Toulouse. À, vậy là đang phát triển, hay quá. Ở Pháp nhiều siêu thị thuần chay vậy đó, không lâu nữa chúng ta sẽ thay đổi hết. Tất cả siêu thị là thuần chay hết, không gì khác. Đúng vậy, muốn cứu địa cầu thì chỉ có cách đó thôi. Kỹ nghệ chăn nuôi gia súc thải ra khí CO2 nhiều nhất. Không phải là nói rằng những cái khác không thải ra CO2, nhưng kỹ nghệ chăn nuôi là thải ra nhiều nhất. Cho nên, nếu muốn việc thay đổi khí hậu chấm dứt lẹ thì mình phải chấm dứt kỹ nghệ chăn nuôi. Trời ơi, ai cũng biết mà sao họ không làm gì hết. Ngày nay tôi cảm thấy rất lạ lùng khi thấy gì đó trên truyền hình mà có dính dáng đến thịt, quảng cáo thịt hoặc là nấu thịt, nấu cá. Bây giờ tôi cảm thấy hết sức là khác thường, lạ lẫm, sao con người vẫn còn làm mấy chuyện này mà cho là bình thường, tôi không thấy quen nữa. Trước đây tôi còn chịu đựng được, nghĩ là không sao, nhưng bây giờ sao mà cảm thấy nó lạ kỳ, hết sức lạ lẫm. Hoặc là quảng cáo sữa, để hành con bò lên đó, đủ thứ. Bây giờ cảm thấy thật là xa lạ, hết sức xa lạ. Tôi tưởng cả thế giới bây giờ lẽ ra phải biết rồi chứ, bây giờ phải thay đổi rồi chứ. Trong nhà, chúng con đổi hết bồn cầu sang loại tiết kiệm nước. Cho nên thay vì dùng 6 lít để dội, thì bây giờ chỉ dùng 4 lít 8 để dội thôi. Chúng con cũng thay tất cả vòi sen sang loại tiết kiệm nước. Cho nên bây giờ chúng con dùng ít nước lắm. Và chúng con vặn cái van dưới bồn cho tất cả bồn nước xuống nấc thấp nhất. Để khi mình vô tình vặn nước mạnh, thì nước vẫn chảy ra rất ít, như thế cũng tiết kiệm rất nhiều nước. Tốt lắm. Và chúng con cũng thay đổi đầu vòi nước sang vòi tiết kiệm nước, nên cũng đỡ tốn rất nhiều nước, tiết kiệm mọi thứ phải. Chúng con cũng trồng rất nhiều rau hữu cơ trong nhà. Tốt, 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 vậy được. Cảm ơn sư phụ. Gia đình anh mấy người? Dạ, ba người, con, vợ con và con trai con. Ba người, ba cái bánh thuần chay. Cảm ơn sư phụ, lại đây được không? Vợ con gửi lời chào sư phụ. Vợ con cũng là đồng tu, nói tôi gửi lời chào cô ấy. Tôi cũng đồng tu đây. Cảm ơn sư phụ. Hoàng hồ, mấy đứa con ngoan, rất dũng cảm. Cảm ơn sư phụ, người tốt, giỏi, cảm ơn anh. Cảm ơn sư phụ, nghe mấy chuyện này tôi mừng. Cảm ơn sư phụ, không có chi còn gì nữa. Thật tốt là quý vị thực hành những việc tốt. Không phải tại tôi bảo quý vị, mà vì việc đó tốt cho quý vị và cho những thế hệ mai sau, cho con cái quý vị, cho cháu chắc, chúc chích của quý vị. Hiểu ý tôi không? Không phải cho tôi vì tôi già rồi. Thật sự không cần nhiều lắm. Tự mình chăm sóc cho mình được rồi. Đây là cho thế giới, cho mọi người mà không được thọ pháp. Còn ai nữa? Kính chào sư phụ. Chào Ngọc. Con sống trong căn nhà lưu động với ba đồng tu người Hoa. Chúng con tắm một tuần một lần thôi. À, sao quý vị cười? Cứ hai ngày chúng con lau người một lần. Được, nhưng khi con sang Hamburg, sống với một gia đình chủ tiệm Loving Heart, con nghĩ mình hãnh diện lắm rồi, nhưng họ nói không, 10 ngày họ tắm một lần. Và từ 5 đến 7 ngày, họ mới gội đầu một lần. Tuyệt vời, tốt lắm. Tốt lắm, một cái bánh thuần chay. Nếu anh tắm 2 tuần một lần, tôi sẽ cho anh 2 cái bánh thuần chay. Quý vị không biết là bao lâu tôi không tắm. Chắc là 4 tháng, 4 tháng, 6 tháng gì đó, còn tùy. Còn không, tôi không cần tắm. Ở có một mình trên núi chỉ thiền thôi, đâu cần gì. Thậm chí khỏi cần tắm, không thấy hôi gì, có thể mấy con chó cho tôi biết, nhưng chúng không nói. Bình thường đi vệ sinh cần gần 20 lít nước để dội, nhưng chúng con đổi sang loại mới. Chỉ cần dội 4 lít là đủ. Tốt lắm, 4 lít là nhiều rồi, không sao, tốt. Chúng con dùng hóa chất mà người ta dùng khi đi cắm trại, như là chất màu xanh bỏ trong bồn cầu. Mỗi lần đi tiểu, chúng con không cần xả nước mỗi lần. Ngay cả ở nhà, con cũng thấy hai tiệm Loving Heart
một ở Sài Gòn, một ở Hamburg. Họ dùng khăn vải cho khách hàng lau tay. Họ không dùng giấy, không dùng máy sấy tay. Tốt lắm, tốt lắm. Tôi không muốn tắm mỗi ngày, không tắm thường xuyên, có lẽ 3-4 tháng mới tắm một lần. Còn tùy nếu thấy mình mẩy rít quá, ngồi dựa tường mà không kéo lưng ra được, tức là dính vào bức tường đó, thì tôi mới đi tắm sớm. Sống một mình trên núi thật là tuyệt diệu. Không ra mồ hôi lắm. Hầu như là thiền suốt ngày. Điện thoại vừa reo hồi nãy là báo một trong những cử thiền. Tôi để nó báo 5 lần một ngày. Bây giờ chắc là 14, 16, 4 giờ. Nhắc nhở. Ngày nào cũng vậy, còn bây giờ thì không. Dĩ nhiên là đang nói chuyện với quý vị mà. Thì cũng là một loại thiền nghiệp chướng khác. Đủ thứ nghiệp. Ok, tôi cũng mừng lắm. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý vị chứ. Được thấy những thành công nhỏ nhỏ từ nỗ lực của mình. Tôi rất vui, cảm ơn quý vị. Nếu không... tôi sẽ rất là thất vọng, cảm thấy nản lòng. Tôi cũng cần chút khích lệ chứ. Không thể nào nói hoài với mấy cái tai điếc, giả bộ như là mình đang làm gì tốt. Hiểu ý tôi không? Một vài đồng tu thật là đáng tránh, làm tôi cảm thấy không muốn gặp ai hết. Làm tôi cảm thấy những gì tôi dạy như nước xả bồn cầu, vô ích. Đã từ lâu tôi cảm thấy hơi thất vọng, hơi buồn một chút. Tại vì mấy chục năm rồi mà vẫn còn nói như vậy, vẫn nghĩ như vậy thì thật là vô ích. Không phải là tôi kể lể, nhưng thật tình thất vọng, chán chường, làm mình nản lòng hết sức. Làm tôi cảm thấy như là những việc mình làm, đang làm là vô ích. Làm tôi cảm thấy như là phí thời giờ của mình vậy đó. Để làm chi? Hiểu không? Phí phạm tuổi trẻ, sức lực, sức khỏe, thời gian mà không được gì cả. Nhưng đây chỉ là những điều vật chất mà quý vị kể tôi nghe. Còn những việc tệ hơn nữa mà quý vị không làm, cái quan niệm trong đầu hoặc là đầu óc suy nghĩ không tốt, có những nhận thức quan điểm rất sai lầm, điều đó mới thật sự đau lòng, thật tình thất vọng. Những thứ vật chất này dĩ nhiên tôi có thể nhắc nhở hoặc là khích lệ quý vị, đâu quý vị thay đổi. Vì quý vị cũng biết ngay là cái đó tốt cho mình, tốt cho túi tiền của mình và thấy được kết quả, quý vị mới làm. Nhưng những việc về tâm linh quan trọng hơn nhiều. Ngũ giới, nếp sống, tấm lòng hiền từ, tử tế thương yêu đối với mọi người và tất cả chúng sinh. Những nỗ lực này luôn luôn quan trọng hơn nhiều, khẩn cấp hơn nhiều. Nhưng một số đồng tu thậm chí tới bây giờ vẫn còn chưa hiểu. Thay vì nghĩ xem mình nên làm gì cho địa cầu hoặc là đóng góp được gì, thì họ lại quay ngược lại, dùng sức lực của họ để mà chỉ trích tôi. Như vậy là không đúng, hiểu chưa? Tôi biết tôi không làm gì sai. Không làm gì sai hết. Rồi, gì nữa? Vẫn còn nói đi. À, đây, ai gần micro thì đưa cho người đó trước. Kính chào sư phụ. Chào, đâu? Dạ đây. À, sư phụ có hỏi, ai chưa bao giờ gặp sư phụ?
thì con xin nói rằng đây là lần đầu tiên con gặp sư phụ. Đây cũng là lần đầu tiên con gặp cô. Con thọ nguyên pháp vào tháng 10 năm 2014. Và con rất vui được gặp sư phụ, nên con chỉ xin nói cảm ơn sư phụ. Tôi cũng mừng và cảm ơn cô đến đây. Cô từ đâu tới? Dạ, con từ trung tâm Viên, Áo. Viên thì gần lắm, lúc nào tôi cũng quanh quẩn ở Âu Châu, không xa lắm. Tôi vừa mới nói chuyện với Viên đây. Vậy đâu phải là cô chưa gặp tôi? Dĩ nhiên là có nghe tiếng nói, nhưng cô không thấy mặt, tại không có đủ nhân lực hoặc là thiết bị để nói qua màn ảnh. Như video, nên chỉ có âm thanh thôi, vẫn còn tốt hơn là không. Trong tôi cũng vậy thôi, phải không? Đừng nói về mấy nếp nhăn nha. Rồi, người kế tiếp gần đó. Quý vị vặn vòi sang phía lạnh. Dạ. Dạ, con xin lỗi. Sư phụ biết là ở Paris hiện giờ chúng con đang chiếu hình buổi phỏng vấn giữa sư phụ và Chalanathan thuộc tạp chí Ngôi Nhà. Với ai? Dạ, sư phụ, phỏng vấn ở Anh. Với ai? Mấy năm trước với Chalanathan. Chalanathan thuộc tạp chí Ngôi Nhà. À, dạ, chúng con đang chiếu lại buổi phỏng vấn này ở Paris. Chiếu lần đầu vào tháng 9. Chúng con muốn làm vào tháng 10. Con xin lỗi, tháng 7. Rồi muốn chiếu vào tháng 9, 10, 11 trước hội nghị COP21. Và chúng con rất vui mừng vì người dân tới xem buổi trình chiếu đầu tiên vào tháng rồi. Họ thật sự bị thuyết phục. Cuối cùng mọi người nghĩ làm sao có thể truyền bá tất cả những điều mà sư phụ nói và làm sao để chiếu lên truyền hình. Họ nói lần tới họ sẽ đưa bạn bè đến và họ sẽ nói cho mọi người biết. À, rồi, nên chúng con rất vui với thành quả đó. Và chúng ta sẽ có hội nghị COP, hội nghị về khí hậu ở Paris. Chúng con sẽ ráng hết sức hiểu, sẽ là ngưng kỹ nghệ chăn nuôi gia súc, hiểu. Những người lẽ ra phải quyết định thì họ không quyết định, thành ra phải chịu thôi. Bỏ phiếu cho họ, rồi mình cứ đứng đây mà chờ như hươu cao cổ, chờ dài cổ. Dạ, khi nào thì hội nghị COP nữa? Nhưng xã hội đang thay đổi. Và họ làm gì? Xã hội đang thay đổi. Ờ, xã hội thay đổi thì tốt, nhưng không biết hội nghị COP có làm được cái COP gì không? Dạ, chúng ta có hy vọng. Được rồi, tốt. Nghị kế tiếp, chú Sala. Dạ, xin lỗi sư phụ. Trời ơi, trong quý vị, ai cũng như hồi xưa, như hồi gặp quý vị 10 năm trước. Dạ, thật sao? Chỉ mình tôi là già thôi, quý vị chẳng già gì cả. Ồ, cũng già chứ ạ. Không, ít lắm, ít lắm. Trên mặt hầu như là không thấy. Có lẽ cơ thể thì tôi không biết, nhưng thấy quý vị vẫn như xưa. Dòng câu này cô kia thì biết. Ý nói cả mấy người trẻ, Michelle và tất cả mọi người trong ai cũng như xưa. Tôi gặp người kia. Tôi có biết một người ở Trung Quốc hay Đài Loan gì đó, còn được biết đến là Formosa 30 mấy năm rồi. Bây giờ ông đó 70 tuổi, mà trong ông vẫn giống như là lần đầu tiên gặp lúc ông ta thọ tâm ấn. Chẳng thay đổi gì cả. Dạ, nhờ ân điển của sư phụ. Ồ, dạ. Mấy đứa con. Con xin kể sư phụ là Hội Thuần Trai Thụy Sĩ bắt đầu có một kiến nghị quốc tế để nói với COP21 là hãy đặt vấn đề kỹ nghệ chăn nuôi gia súc vào chương trình nghị sự của họ, bởi vì bây giờ chưa có. Tôi biết họ không nói về vấn đề đó, không ạ. Họ nói về nhiên liệu, nói về than, dạ. Nói bất cứ gì miễn là đừng đụng tới vấn đề này, tại vì họ vẫn ăn thịt mỗi ngày. Không thể nào nói tới chuyện đó. Dạ, nó nghẹn ở đây nè, miếng thịt nuốt vào bị nghẹn ở cổ họng, nên họ không nói được nữa. Mấy người nói cái gì, cái gì? Thịt gì, nuốt mất tiêu rồi, lọt vô rồi. Thôi không sao cưng à. Nhưng đây là một kiến nghị rất tốt, tốt tốt. Tạ ơn Thượng Đế, có lẽ họ nên nói về vấn đề đó. Làm sao mà tránh mãi được? Nhưng hy vọng họ mau mau lên chứ, tại vì khí hậu đang phát điên rồi. Họ tường trình khí hậu vô cùng khắc nghiệt trên TV. Tôi thật sự vô cùng lo lắng cho mọi người. Được rồi, đây. Kính chào sư phụ. Đâu?
Dạ con đây. Rồi. Con sống ở... Con cố gắng nói tiếng Anh với sư phụ. Mà không biết con có nói được không? Con xin nói là con sống ở bán đảo. Ái Nhĩ Lan, bán đảo. Dạ, bán đảo. Và bán đảo chỉ có 300.000 dân. Hai năm trước. Nếu con muốn ăn chay, muốn món gì đó thuần chay thì rất là khó khăn. Nhưng bây giờ con có thể đi nhiều siêu thị mua thức ăn thuần chay. Con cũng vô cùng ngạc nhiên vì con biết nhiều người ở bán đảo cũng ăn thuần chay. Hay quá. Nhiều khi một số dân ở bán đảo có những người không biết ăn chay, còn chỉ nấu vài món thuần chay dễ làm cho họ ăn thử, thì thấy một số rất thích vì ăn rất ngon. Con xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn thượng đế, cảm ơn ngài vì mọi điều. Cảm ơn cô nữa chứ. Cảm ơn sư phụ. Cô quảng bá thông tin về thuần chay. Dạ. Hãy làm mấy tờ rơi mời người ta tới nhà ăn mấy món ăn vặt thuần chay. Cảm ơn sư phụ. Làm từng chút một, mỗi lần từng bước nho nhỏ. Rồi, gì nữa? Ôi chào, ai cũng muốn bánh thuần chay của tôi. Thì ra vậy đó. Băng đảo. Ồ, dạ. Băng đảo, đằng sau kia. Còn ai tôi quên nữa? Cô hả? Tôi quên cô hả? Cô chưa nói mà. Lấy cớ để cho cái gì đó thôi. Dù sao tất cả quý vị đều làm việc tốt. Lát nữa quý vị lấy nhé. Ai có micro? Người kế tiếp. Kính chào sư phụ. Micro đâu? Giơ tay lên coi. Đây, đây ạ. À. Kính chào sư phụ. Đâu? Con ở đây. À, tại âm thanh. Con xin lỗi. À, không, không sao. Hai năm trước, chúng con biết về giấy vô hại của công ty Tuyền Lâm. Chúng con bắt đầu giới thiệu với người ngoài để họ thay giấy. Làm trước khi sư phụ bảo chúng con. Hồi trung thu năm ngoái, chúng con có một chương trình lớn. Chúng con làm thật nhiều bánh trung thu và bán với giá rẻ, rất là rẻ. Giá rẻ. Người nào mua một hộp bánh trung thu thuần chay sẽ được chúng con gửi tặng một hộp giấy vô hại. Cùng lúc chúng con phát rất nhiều tờ rơi để giới thiệu về thông tin này, rằng chúng ta nên dùng giấy vô hại. Ngay trước khi sư phụ nói vậy, cho nên khi sư phụ, vậy là cô giỏi hơn tôi, hay quá. Khi thấy thông tin của sư phụ và chúng con nên làm như vậy, chúng con mừng quá, nói ôi, lần đầu tiên. Quý vị lẹ quá, chúng con làm trước khi sư phụ bảo. Quý vị làm theo tôi, chúng con bán được nhiều lắm. Chỉ có hai người mà bán được gần 500 hộp bánh trung thu thuần chay, chắc là khoảng 3.000 cái. Chỉ hai người thôi. À, khi lấy lại tiền vốn, chúng con tặng cho trẻ mồ côi mất cha mẹ trong trận động đất. Ồ, cho nên được đồng nào chúng con cho đi hết. Chúng con chỉ làm gì đó và giới thiệu về đời sống vô hại và bánh trung thu thuần chay. Rồi tất cả vốn liếng đều tặng cho... Ờ, con nói cái đó rồi. Dạ, dạ. Tốt, tốt. Nên khi chúng con nghe sư phụ bảo chúng ta nên làm gì đó, thì chúng con nói, ồ, mình đã làm hai việc rồi, nên chúng con mừng quá. Dạ, tôi cũng mừng luôn. Chúng con thấy trên Internet, nhóm Đài Loan còn được biết đến là Formosa đưa lên mạng. Nhưng bên Trung Quốc thì không có dễ dàng cho mọi người thấy, nên chúng con tổ chức quảng bá công thức nấu ăn thuần chay trên mạng WeChat. Vì ngày nay, người Hoa, họ dùng rất nhiều thông tin trên mạng WeChat, cho nên nó rất là phổ biến. Và mọi người quảng bá tất cả công thức nấu ăn thuần chay, thông tin về thuần chay. Chúng con cũng giới thiệu tất cả lưu bình hết ở khắp nơi. Và gần đây con mới viết một bài về khách sạn Loving Heart. Mọi người ở Trung Quốc nói, ồ, có tiệm ăn thuần chay trên thế giới nè, cho nên họ mới bắt đầu biết về cái
tin này. Chúng con bắt đầu quảng bá những tin này qua Internet, nên chúng con vui lắm được Sư Phụ ban cho rất nhiều ân điển và cho chúng con được thực hiện những công việc như vậy. Cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Kêu. Rồi, muốn bánh thuần chai không? Đây nè. Còn gì nữa? Tới Sư Phụ. À, bánh trung thu thuần chai sẽ được chúng con gửi tặng ba người chúng con đến từ Nga. Chúng con xin chia sẻ tin rất vui từ Nga. Ngày nay rất nhiều nhóm ăn chay, như là một xu hướng, ngay cả ở Siberia là một nơi rất khó. À, tại khí hậu ở đó lạnh. Trong thành phố Magnitogorsk hồi năm ngoái, họ có giải Mỹ Nam thuần chai và Hoa hậu thuần chai. Được ông thị trưởng của thành phố này ủng hộ. Sau chương trình đó, ông hứa là sẽ ăn chay. Dạ, tốt lắm. Nó cũng có nghĩa là ở Nga, người dân quay trở lại với giá trị gia đình và đời sống lành mạnh. Những ngày lễ Tết thì sẽ không thấy mọi người ra công viên uống rượu nữa. Bây giờ họ chỉ dành thời giờ ở bên gia đình và họ ra công viên để quảng cáo về văn hóa thôi. Ngày 8 tháng 7 vừa qua, chúng còn có ngày lễ Nga gọi là Ngày Thương Yêu Gia Đình. Ngày đó không được phép bán rượu. Ngay cả rượu cũng không được mua sau 9 giờ tối. Không được mua. Dạ, Nga bị phong tỏa bởi nhiều quốc gia, nhưng phải công nhận rằng chúng con thấy đất nước có lẽ đang thay đổi từ từ, nhưng theo chiều hướng tốt đẹp cho người dân. À, tôi có thấy chính phủ chúng con không nghiêm chỉnh người dân. Có lẽ cai trị một quốc gia rộng lớn như vậy rất khó, nhưng dần dần chúng con thấy có nhiều thay đổi tốt khác nhau, và có nhiều nhóm thuần chay, nhóm tu hành độc lập. Nhưng con phải nói rằng lúc đầu thì mấy người bạn con, họ nghĩ kỳ lạ, sao mình sống mà không có thịt, không có sữa, không thể nào được. Nhưng dần dần họ bắt đầu suy nghĩ. Họ thay đổi. Dạ, họ thay đổi và họ bắt đầu không ăn thịt cá. Rồi họ thấy khỏe lên. Đó là tin từ Nga. À, tin vui lắm. Hoan hô. Tôi thấy quốc gia và chính phủ của vị trước kia có thay đổi rất nhiều các chính sách, như là cấm cờ bạc trong thành phố. Họ đặt sòng bạc ở xa những chỗ mà người dân dễ đến, không dễ đến cho đỡ cám dỗ, khó hơn cho người ta chơi mấy cái này. Dạ, bớt người chơi và họ muốn cấm hút thuốc. Không hút thuốc. Hút thuốc không còn là văn minh nữa. Hút thuốc không còn là trào lưu nữa. Nhất là giới trẻ. Bây giờ đỡ rồi, tôi biết. Hay lắm, hoan hô. Tin vui từ Nga. Nó cũng có nghĩa là ở Nga, cho ba cái bánh thuần chai, người dân quay trở lại với giá trị gia đình và đời sống lành mạnh. Nghe tin vui lúc nào cũng thấy vui. Còn nữa không? Nói đi. Ra công viên uống rượu nữa. Dạ, con nói ngắn gọn thôi. Có một tin rất hay mà gần đây con thấy là 600 người đến một trại nuôi gia súc. Đến tận trại nuôi gia súc đó để biểu tình. Đó là ở Thụy Sĩ. Ở Thụy Sĩ họ rất là bảo thủ, và con cũng thấy bài viết đó đăng trên một diễn đàn, mà trên đó họ thảo luận về những lý do giữa người ăn thịt và người ăn chay. Tại sao họ không ăn và tại sao họ muốn ăn. Thì con thấy chuyện này rất tốt, vì họ thật sự đến trại chăn nuôi gia súc và biểu tình ở đó. Dạ, vậy thôi. Vậy thôi hả?
Ai biểu tình ở đó? Người mình hay người ngoài? Dạ, người ngoài. À, rất tốt cho họ. Không cho họ bánh thuần chay được, nhưng bảo họ nếu họ đến đây, họ sẽ được một cái bánh nhé. Nếu họ đến đây. Rồi, nói đi. Dạ, nói về hội nghị COP ở Paris và nhà lãnh đạo UNFCCC, bà Christina Figueres. Con nghĩ gần đây bà nói rằng bà rất có hy vọng bởi vì từ khi có hội nghị COP ở Copenhagen. Trước đó họ không có ra nhiều đạo luật bảo vệ môi sinh, nhưng sau đó thì có tới hàng ngàn đạo luật bảo vệ môi sinh ra đời. Vậy à? Nên bà rất có hy vọng. Vậy thì tốt, còn hơn là không có gì cả. Rằng có thể hội nghị COP Paris này sẽ ra luật về thú vật. Dạ, họ sẽ có gì đó lớn lao. Nếu họ không chịu thì làm sao đây? Chúng ta cầu nguyện nhé. Quá chậm chạp, quá chậm đối với tôi. Địa cầu này càng tệ, mà họ không đi tới đâu cả. Hàng ngàn đạo luật cũng không đủ. Chỉ cần ngưng sát hại thú vật, chấm dứt kỹ nghệ chăn nuôi, thì mới có thể nói thêm những chi tiết nhỏ sau đó. Con vừa mới nhớ ra, con nghe ở đâu đó là chủ tịch nước của chúng con, chủ tịch Trung Quốc, sẽ đến dự hội nghị COP Paris này. Thì sao? Con hy vọng có thể là... Có thể cái gì? Ông ta có ăn thuần chay không? Dạ không, ông không ăn thuần chay, nhưng Trung Quốc bây giờ rất mạnh. Thì đằng nào họ cũng ở khắp nơi rồi, luôn luôn hùng mạnh. Nhưng quyền lực đó thì dùng được cái gì? Tất cả các vị lãnh đạo đều phải ăn chay và ngưng mọi sự sát hại đối với thú vật, thì họ sẽ có thêm phước báo, sẽ sống lâu hơn. Quốc gia họ sẽ thanh bình, thịnh vượng hơn. Tại vì người lãnh đạo rất quan trọng đối với toàn thể quốc gia. Cho nên tiêu chuẩn đạo đức của người lãnh đạo phải tuyệt đối hoàn hảo. Phải có lòng từ bi, thương yêu, tử tế. Có thể mai mốt tôi sẽ đọc quý vị nghe truyện những vị lãnh đạo, những vị vua thời xưa họ đã làm gì. Một vài truyện có thật trong Kinh Phật. Người kế tiếp. Thưa sư phụ, chào. Dạ đây. Có mấy tin vui từ Canada. Dạ, con vừa mới đọc một tin gần đây ở Quebec. Họ đang bàn về việc ra đạo luật bảo vệ thú vật. Họ muốn loài vật cũng có quyền như loài người. Hay quá. Nói về loài vật, họ còn dùng chữ chúng sinh. Hay quá. Để diễn tả về loài vật. Chà, con nghĩ nếu họ bắt đầu ra luật, có thể những tỉnh khác sẽ làm theo. Đây là hành động từ chính phủ. Hay quá. Hoan hô, Quebec. Hoan hô. Cầu cho tất cả ân điển tới Quebec. Cảm ơn sư phụ. Còn một tin nữa, năm ngoái ở Vancouver, Canada, có một hội nghị với những doanh nhân quan trọng gọi là hội nghị TED. TED đó là về vấn đề phát triển kỹ thuật. Có rất nhiều nhân vật nổi danh, kể cả các ngôi sao điện ảnh đến tham dự. Chúng còn tới đó để phát tờ rơi về ăn chay. Thật ngạc nhiên là rất nhiều người, sau khi nhận tờ rơi, họ nói, ồ, tôi đã ăn chay mấy năm rồi. Tôi đã ăn chay nhiều năm rồi. Con gặp một bà kia nhận tờ rơi rồi nói, ồ, ý kiến hay lắm. Bà nói tiếp, nhưng anh giữ lại đi vì tôi ăn chay rồi. Con nói, bác có thể cho người khác. Bà nói, ồ, vâng, ý kiến hay đó. Bà hỏi, anh ăn chay bao lâu rồi? Khoảng 17 năm. Con nói, trông bà khỏe quá. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà nói, tôi 91 tuổi. Con mới hỏi, thế bạn trai từ bao giờ? Bà nói tan trai 70 năm, 70. Bà ấy có thể đi bộ 3-4 tiếng mỗi ngày. Trông bà như chỉ 60 tuổi gì đó. Nói chuyện với bà, con thấy bà ấy rất là đầy sinh lực, trẻ trung, nhanh trí. À, hy vọng 90 tuổi tôi cũng được như vậy. Dạ, sư phụ sẽ hơn vậy. Nghe mà thấy phấn khởi. Con cũng gặp hai nhân vật nổi tiếng. Một người là Al Gore, người kia là tài tử Will Smith. Anh ta rất vui vẻ nhận tờ rơi. Ai? Dạ, Will Smith, vì con nghĩ Al Gore đã ăn thuần chay rồi, phải. Nhưng anh ta cũng tham dự hội nghị. Tại vì Will Smith đang có một nhóm người đứng chung quanh. Anh ấy đang trò chuyện với ai đó. Anh ấy nói, tôi sẽ lấy từ Ashley.
Con tưởng anh ấy đang nói về ai đó, nhưng thật ra anh ấy muốn nói còn lấy giùm tờ rơi cho anh ấy. Cũng hay. Dạ, con còn chuyện nhỏ nữa là chúng con có một xe hàng lưu in hết ăn nhanh ở Vancouver mà chúng con đã làm mấy năm trước. Ở đâu? Vancouver? Dạ, Vancouver. Anh từ Vancouver hay Quebec? Dạ, con từ Vancouver. À, chúng con gắn tấm quang điện mặt trời trên nóc xe hàng lưu in hết ăn nhanh. Đỡ tốn điện dữ lắm. Mấy bình ắc quy nạp rất ít điện. Khoảng 2 tuần trước, chúng còn có hội chợ chai. À, chúng còn dùng tủ lạnh với tấm quang điện mặt trời, không dùng bình ắc quy. Vậy à, mà xài được suốt ngày hôm đó, phải, mọi người đến hội chợ rất là đông. Và có rất nhiều quầy bán đồ ăn. Mà xe của chúng còn là xe duy nhất, luôn luôn có người xếp hàng dài. Ồ, chỉ trong vòng vài tiếng, chúng còn bán được 3-4 ngàn đô. Trời ơi, chúng còn bán hết rồi mà người ta vẫn đến. Chúng còn nói chúng tôi không còn nữa. Nếu quý vị vẫn muốn mua thì chúng tôi có bánh mì, rau salad, cà chua, một ít thịt ba chỉ thuần chay, chứ burger thì hết rồi. Họ nói không sao, cứ bán cho chúng tôi, cái gì cũng được. Ôi chào. Dạ, lần tới trước khi đi phải chuẩn bị nhiều hơn. Dạ, tại vì chúng con dùng loại tủ lạnh để được nhiều đồ hơn. Cái gì cũng đầy ắp hết, nhưng người ta vẫn tiếp tục đến, tiếp tục là xếp hàng. Thật sự tốt, rất tốt cho anh. Chỉ Vancouver thôi đó, chưa kể cả nước Canada, thấy không? Một xe bán thức ăn nhỏ nhỏ thôi mà. Ý kiến hay, hay lắm. Dạ, còn một tin nữa. Tin rất hay từ Trung Quốc mà con mới đọc được. À, nói về ông chủ tịch, tân chủ tịch. À, sư phụ biết rằng người Trung Hoa, họ hay kiếm tiền tài, ngay cả chính phủ. Họ cũng nói là họ muốn thấy đời sống của họ khá giả hơn. Và họ muốn thấy mình kiếm được bao nhiêu tiền, sản xuất bao nhiêu. Nhưng mới năm nay, họ bắt đầu từ những thành phố lớn như Thượng Hải. Họ bắt đầu, chủ tịch nói, bây giờ đánh giá đời sống người dân không phải qua nền kinh tế, mà chúng ta sẽ đánh giá qua phẩm chất. Thật sự họ đã khởi sự từ năm ngoái. Ồ, người tốt, chính phủ tốt. Họ khởi sự trên 70 thành phố với quy mô trung bình, nhưng năm nay họ bắt đầu từ những thành phố lớn như Thượng Hải, những thành phố hàng đầu. Con nghĩ thế giới đang chuyển biến. Thật vậy, sư phụ, nhận điện của ngài. Ồ, tuyệt vời. Ông chủ tịch tốt. Người dân thay đổi thì chính phủ cũng sẽ thay đổi. Nói với quý vị rồi. Còn ai nữa? Cảm ơn sư phụ. Anh cũng muốn bánh thuần chay phải không? Canada này, ném hết cho anh không được. Mọi người ráng đưa cho anh chàng đó giùm. Tại kể ba việc thì được ba cái bánh thuần chay. À, thưa sư phụ, con xin chia sẻ một số tin vui từ Bỉ. Cô từ Bỉ hả? Dạ, không biết là mọi người có biết không? Chứ chồng con là vận động viên thuần chay và cũng là đồng tu. Anh đạp xe đạp trong chiếc áo. Lovenhut là nhà tài trợ chính thức, rồi anh đạt giải vô địch về môn đua xe đạp đường núi của Bỉ. 2 tuần trước, chắc là 3 tuần trước, vào ngày lễ quốc khánh ở Bỉ, vô địch thuần chay. Dạ, hay quá. Và thật ra đó cũng là một cách anh ấy làm việc cho Lovenhut. Vì con có tiệm Lovenhut, nhưng con thấy đó không phải là việc làm thích hợp cho anh ấy, mà anh là vận động viên thuần chay rất giỏi, nên bây giờ anh theo chiều hướng đó và được Lovenhut tài trợ từ sư phụ. Ý con là từ Lovenhut, nhưng con biết đó là công trình của ngài. Và bây giờ anh ấy đạp xe khắp nơi trên thế giới. Hiện giờ anh ấy đang ở Mỹ và đại diện cho Lovenhut. Con nghĩ là trong một chiều hướng rất tốt, thuần chay. Đua xe đạp đường núi, rất khẳng định. Cha, chào ơi, hay quá. Con vui là anh ấy đạt giải. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn anh ta giùm tôi. Cảm ơn sư phụ. Không biết anh ta có ăn bánh thuần chay không, nhưng con giùm cũng được. Anh ấy thích bánh thuần chay lắm ạ. Cảm ơn sư phụ, giỏi lắm. Ngày nay có những nhà vô địch ăn truyền chay hoặc thuần chay. Một cách tốt cho người ta thấy ăn chay khỏe lắm. Dạ, và thực tế nữa, một tin nữa là chúng con vừa mới mở một tiệm lưu bên hết 3 tháng trước nữa hả? Dạ. Nhưng lần này, chúng con thật sự muốn bán thức ăn nhanh, như là thức ăn cho bất cứ người nào, như là hamburger với đơn giản, dạ rất đơn giản, hoàn toàn thuần chay, salad tất cả thuần chay. Chúng con có một tiệm bán hàng và chúng con cố gắng phối hợp cả hai. Tiệm lớn lắm cho nên công việc được không? Dạ, không có gì đáng phàn nàn. Nhưng công việc rất nhiều, nhiều hơn là con tưởng. Ờ, chắc chắn rồi, tại vì tiệm kia vẫn còn mở. Còn tiệm này thì
thật sự chỉ bán thức ăn nhanh thuần chay. Đối diện bên kia đường là tiệm McDonald's. Do đó mà, tốt lắm. Cho họ biết tay, chúng con sẽ làm cho thành công, sư phụ. Đủ người không? Hiện giờ thì lo liệu được, nhưng tới khi khai giảng trở lại, Bỉ có khoảng sinh viên, khoảng 13.000 sinh viên để chúng con xem sao. Tiền thuê nhân công cao lắm, nên chúng con phải làm việc nhiều hơn. Nghe này, cửa tiệm hay nhà hàng nào của quý vị mà không có đủ người, thì quý vị phải quảng cáo trên bản tin của mình hoặc trên Internet, hỏi đồng tu hay là hỏi liên lạc viên mỗi trung tâm. Ai không có việc làm thì có thể đến đó làm, hiểu không? Phải giúp đỡ nhau, phải đi khắp nơi về đó nhé. Chứ không phải chỉ có Berlin giúp Berlin thôi. Ở Hamburg thì chỉ bám ở Hamburg thôi. Quý vị phải di chuyển, hiểu không? Mình là sự vận động, mình phải tiếp tục di động cho nó mới mẻ. Chỗ nào cần người thì những người ở những nơi khác. Ai mà không có việc làm phải tới đó làm. Hiểu chưa? Cảm ơn cô. Cảm ơn sư phụ. Quý vị phải kêu gọi, nói với liên lạc viên, nói với mọi người. Nói ai muốn tới làm việc ở đây, làm việc ở kia. Rồi, người kế tiếp. Thưa sư phụ. Xin lỗi kinh. Ai đâu? Thưa sư phụ. Con mới nhớ ra khi cô đó nói về McDonald's thì con thấy có tin nói rằng hiện nay sau 40 năm, McDonald's bắt đầu đóng nhiều tiệm hơn là mở tiệm mới. Dạ, đóng cửa nhiều hơn mở cửa. Dạ, ok. Từ thập niên 1970 tới giờ, vậy tốt. Vậy là tin vui. Họ nên mở lại, làm thành McDonald's thuần chay. V-Mac. Hay là Mac V. Cảm ơn sư phụ, giỏi lắm. Ngày nay có những nhà vô địch vì nếu họ khôn ngoan, họ nên làm vậy. Ngày nay đã là trào lưu rồi và cũng giúp cho địa cầu nữa. Mọi người sẽ biết ơn họ. Có gì khác đâu. Đằng nào cũng kiếm tiền, dù là bán hamburger mặn hay chay. Họ đã nổi tiếng rồi. Chỉ cần đổi vài miếng hamburger mặn thành miếng hamburger thuần chay. Cũng vậy thôi, đúng không? Họ vẫn kiếm được tiền. Và mọi người sẽ rất biết ơn. Địa cầu sẽ biết ơn. Ai làm chủ tiệm đó sẽ có công đức trên thiên đàng. Lâu, lâu, lâu lắm, biết bao nhiêu kiếp. Dạ, có tin vui từ Pháp. Hội ăn chay Pháp tham gia vào một cuộc thi do tổ chức Nicolas Hallot thiết lập, vậy hả? Và tự trung là có 50 người dự thi để nhận được tài trợ từ tổ chức này, và hội ăn chay đã đoạt giải. Họ thắng được 200.000 Âu Kim để làm quảng cáo. Hay quá. Và họ sẽ dùng tiền đó để quảng bá sự thách thức ăn chay, hướng dẫn và giúp mọi người ăn chay 10 ngày hoặc là 2 tuần. Chà, cho họ quen với ăn chay rồi từ đó họ có thể hoán chuyển dễ hơn. Tốt lắm, và họ sẽ quảng bá ăn chay và ăn thuần chay như một giải pháp cho vấn đề ham nóng toàn cầu. Tốt lắm. Xuất sắc, tốt lắm. Berlin giúp Berlin thôi, ở Hamburg thì chỉ bám ở Hamburg thôi. Quý vị phải di chuyển, hiểu không? Bởi vì McDonald's ở Đức, một trong những công ty sản xuất thịt lớn nhất, 2 năm trước, họ mới ra một mặt hàng chay. Và năm nay đạt 30% tổng số thu nhập là từ mặt hàng chay này. Ok, đúng đó, hay lắm. Và cũng có một siêu thị, một trong những siêu thị lớn nhất ở Đức. Bây giờ họ cũng muốn giới thiệu một khu bán đồ chay trong siêu thị, như là một khu riêng trong siêu thị. Ok. Nhưng nhiều siêu thị đã có một chỗ riêng để bán đồ chay rồi mà. Nhờ vậy tôi mới sống được, vì tôi đi khắp mọi nơi trong nhiều quốc gia. Đâu phải lúc nào cũng tìm được tiệm bán đồ lành mạnh hay bán đồ chay. Nhưng siêu thị có bán, họ bán đồ chay trong siêu thị bình thường thôi, họ làm vậy nhiều năm nay rồi. Tuyệt vời. Ở Thụy Sĩ có rất nhiều tiệm ăn, cũng có một tiệm như là quán bán thức ăn nhanh. Ông đó chỉ là một loại xúc xích chay. Giống như là xúc xích cà ri, mà bây giờ bán trên 60 cái một tuần.
Tất cả những tiệm này là tiệm thường thôi mà họ ra món thuần chay kiếm rất nhiều tiền. Bán chạy hả? Tiệm pizzeria cũng vậy. Đã có khoảng 5 tiệm ở Đông Thụy Sĩ. Và họ cũng mới ra bánh pizza chay, tất cả rất thành công. Tốt quá. Tôi nghĩ có một tiệm ăn lớn nhất ở Zurich. Hồi tôi đi ngang qua đó, thấy nó rất thành công. Tất cả đều thuần chay. Chắc có vài món chay có sữa. Tiệm Hitler. Tôi không nhớ. Tiệm Hitler hả? Dạ, Hitler. À đúng rồi, tiệm lâu đời nhất, rất lớn mà lúc nào cũng đông khách. Không bao giờ, họ tổ chức rất khéo, đông khách lắm, nhưng mình gọi món là họ mang ra liền, không thành vấn đề. Tôi cũng gặp chủ tiệm, có bắt tay anh ta, bảo anh ta rằng tôi rất biết ơn những gì anh ta làm. Anh ta trẻ hơn là tôi tưởng. Dạ, đó là người con, có lẽ là con trai, chắc vậy. Nhưng có thể anh này là người Thụy Sĩ, kiểu nghiêm nghị, thương gia mà. Dao Thụy Sĩ, đồng hồ Thụy Sĩ, bằng sắt hết. Nổi tiếng hết nhưng mà bằng sắt. Nhưng tôi vẫn biết ơn như thường, thức ăn ngon, phục vụ vô cùng thân thiện dù không có. Rất bận rộn nhưng ai cũng thân thiện, ân cần. Rồi, người kế tiếp. Bánh thuần chay không? À, cho cô bánh thuần chay chưa? Một cái nữa. Người Thụy Sĩ tốt. Chào sư phụ. Chào. Con xin chia sẻ tin vui từ Ba Lan. Ba Lan, à, trước hết có hai thành phố không cho phép đoàn xiếc có thú vật trình diễn. Tốt. Và một thành phố, ông thị trưởng ăn chay. À, nên ông bắt buộc mọi người ăn chay trong tòa thị chính. Một tin nữa là không được để thú cưng của họ ở nhà hay bất cứ chỗ nào mà họ có thể đem đến tòa thị chính. Ồ, tử tế quá. Thành sẽ thú tòa thị chính hả? À, tốt, tốt. Đó là điều mà tôi muốn nói. Tôi nghĩ khắp mọi nơi nên bãi bỏ sẽ thú. Bởi vì loài vật không thể nhốt trong cái chuồng nhỏ như vậy, rồi uống nước, tù nước rộng và bơi trong đó. Chúng phải sống trong thiên nhiên bao la, hùng vĩ, sống đời tự do, thể hiện sức mạnh, cá tính của chúng và phát triển lối sống của chúng đối với gia đình. Nuôi thú vật trong sở thú thì khủng khiếp quá. Khủng khiếp quá, tôi thấy tội quá. Mỗi khi nhìn thấy trên TV, tôi buồn lắm. Chỉ muốn hét lên. Mỗi lần mà thấy chuyện gì không hay xảy ra cho thú vật, tôi chịu không nổi. Nhiều khi khóc mấy ngày. Nhiều khi thấy giận mình luôn. Thấy mình sao mà bất lực. Tuy chúng ta cũng làm nhiều việc, nhưng tôi nghĩ không bao giờ đủ. Hiểu ý tôi không? Con người thì họ có thể làm bất cứ gì cho họ, có thể than phiền, nói chuyện, có thể hỏi xin, có thể chăm sóc, thay đổi cuộc đời. Nhưng thú vật đã bị vào sở thú rồi, thì người ta muốn làm gì chúng thì làm. Kinh khủng quá. Hiểu ý tôi không? Khi tôi thấy chẳng hạn như con cọp hoặc là con sư tử đi loanh quanh trong khoảng đất vuông nhỏ như vậy rồi bị người ta chọc ghẹo, đi tới đi lui dòm nó như là không còn phẩm giá gì nữa. Họ không thuộc về chỗ đó, mà còn bị đối xử rất là tàn nhẫn. Không phải bị giữ ở chỗ đó không thôi, mà còn các cách mà họ đem chúng vào đó. Nhiều khi họ muốn bắt con cọp con để bán cho sở thú. Họ phải giết cọp cha lẫn cọp mẹ chỉ để bắt một con thôi. Chẳng hạn như bắt con vượn hay con đười ươi cho sở thú, con nhỏ, thì họ phải giết nhiều con lớn mới bắt được con nhỏ. Vì những con lớn bảo vệ cho con nhỏ tới khi chết hết. Nếu không, người ta không bắt được đứa con. Hiểu không? Khủng khiếp quá. Chúng ta là loài người thì phải có lòng nhân từ hơn nữa, chưa nói chi tới địa cầu hay bất cứ gì. Việc này là hoàn toàn vô nhân đạo. Nên ta nghĩ sở thú phải là zero. Bãi bỏ, bỏ đi hết, chấm dứt.
một tình nữa là không được để thú cưng của họ. Khủng khiếp quá. Địa cầu này thật kinh khủng mà họ có thể đem đến tòa thị chính. Ồ, tử tế quá. Không chịu nổi. Mình nhạy cảm mà thấy mấy chuyện này thì sẽ không thể nào chịu nổi. Thấy mà đau khổ vô cùng. Cảm thấy bó tay, bức bối. Đau đớn, đau khổ trong lòng. Nhiều khi mấy ngày ta ăn không thấy mùi vị gì. Phải ép mình ăn. Cũng tại vì mấy chuyện này đây làm ta quá đau lòng. Ngoài việc dân tị nạn vô tội không làm hại ai, mà phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ quê hương, ra đi nơi khác thành ăn mài, ăn xin, thậm chí không đủ thực phẩm hoặc một nơi tạm trú. Mùa đông cũng chỉ có miếng ni lông nhỏ bên trên. Có mái bằng ni lông, có vậy thôi, không có vách chung quanh. Trẻ em phải tắm bằng tuyết, đi chân không. Không có thời giờ mang theo được cái gì. Dù thế giới đang tổ chức giúp họ, nhưng nhiều khi cũng không kịp. Số người tị nạn tràn vào quá đông. Cho nên không biết ai mà thật tình lấy đó làm vui khi gây chiến tranh và hoạn nạn cho người khác như vậy. Ngoài việc giết chóc lẫn nhau như điên cuồng, mấy người không có đầu óc đó còn gây khổ đau cho biết bao người ngoài cuộc vô tội, không có dính líu gì tới chính trị, tới cuộc chiến đó hay bất cứ gì. Trẻ em, người già nua, bệnh tật, họ phải di tản như thế. Đường trường khốn khổ, không thuốc men, không thực phẩm, không nước uống, không nơi tạm trú. Thật là điên khùng. Không phải bị giữ ở chỗ đó không thôi, mà còn cái cách mà họ đem chúng vào đó. Nhiều khi họ muốn bắt con cọp con. Con muốn nói gì nữa không? Hay là xong rồi? Xin lỗi, nói đi. Con xin chia sẻ tin vui nữa. Được, nói đi. Ông thị trưởng đó cũng mở một văn phòng khác để quảng bá và chăm lo cho việc làm xanh tươi thành phố. Và họ rất giỏi về việc làm những vùng xanh tươi mới. Thị trưởng tốt, ông đó tên là gì? Chúng ta là loài người thì cũng phải có lòng nhân từ hơn nữa. Dạ, tên ông là Robert Barron. Ok. Hiện nay, ông là chính trị gia khá nổi tiếng. Ông sẽ được gia trì, không sao. Tôi chỉ muốn biết tên ông, để ông ấy được gia trì thêm. Rồi, tốt, cảm ơn cô. Và nói về Warsaw, thủ đô Ba Lan, thì gần đây được trang mạng Happy Call của Mỹ chú ý tới vì nhiều tiệm ăn thuần chay mở ở đó. Bao nhiêu? Dạ, khoảng 20 tiệm. Họ nói rằng mức độ mở tiệm chay đó chỉ có thể so sánh với Los Angeles, chẳng hạn vậy. Vì vậy mà họ đến Ba Lan mùa xuân. Tốt. Họ viếng thăm hầu hết các tiệm, cho giải thưởng và khuyến khích. Tuyệt vời, hay lắm. Và họ làm một cuốn phim quảng bá Ba Lan. Nước Ba Lan thuần chay, Warsaw thuần chay, hoan hô. Thật ra, việc này đã bắt đầu với Loving Hut, là tiệm thuần chay tinh khiết đầu tiên. Nhưng bây giờ chúng còn có như là pizza chay, hamburger chay, xúc xích chay. Chà, tại vì kinh doanh phát đạt. Kinh doanh phát đạt hả? Tốt lắm ạ, tuyệt vời, trời ơi. Xin ơn trên ban phước cho Ba Lan, lẹ quá. Thật ra Warsaw đâu phải là thành phố lớn, mà có tới 20 tiệm thuần chay, chắc còn nhiều tiệm chay nữa, bán thức ăn nhanh. Tốt lắm. Nếu qua đó tôi sẽ cho họ mỗi người một cái bánh thuần chay. Nhưng nếu cô về đó thì nói tôi gửi lời họ thăm và cảm ơn họ nhé. Cảm ơn sư phụ. Chúng con cảm thấy thành phố được sư phụ gia trì. Cảm ơn sư phụ. Tốt lắm, tốt lắm. Có thể cô là người gia trì thành phố, cô là người tốt. Nhiều người Ba Lan tu hành lắm. Rất nhiều đồng tu từ Ba Lan. Tôi rất vui, tốt. Còn ai nữa? Ồ, bữa nay sẽ không bao giờ có cơ hội đọc truyện. Lại đây. Trẻ em, người già nua, bệnh tật, họ phải di chuyển như thế. Mấy chuyện này vui quá. Chờ chút nha. Người nào cầm micro nói trước rồi đưa cho người kế tiếp. Hiện giờ Đức cũng có xu hướng ăn chay mạnh mẽ. Họ đang có nhiều tạp chí thuần chay, cả tạp chí thời trang thuần chay nữa. Vậy sao? Bây giờ thấy như là chỗ nào cũng ăn chay, ngay cả tiệm thực phẩm lành mạnh, tiệm nào cũng có đồ ăn thuần chay, như các tiệm cà phê chẳng hạn.
như tiệm coffee fellow, họ đổi sang thuần chai. Một điểm nữa mà con thấy rất cảm động là con cảm thấy nước Đức trở nên từ bi hơn. Bây giờ chúng con đang có nhiều người tị nạn và con cũng đọc thấy rất nhiều người tình nguyện giúp đỡ, giúp những người đau ốm, ngay cả bệnh Ebola ở Phi Châu. Nhiều người tình nguyện là từ Đức, từ nhiều quốc gia khác nữa, ngay cả Nepal này kia, Đức, người Đức khắp nơi. Và có một thành phố nhỏ ở Bavaria, họ phải nhận dân tị nạn. Bình thường họ đưa người tị nạn vào các trại. Thành phố này và linh mục xứ đạo nói rằng mọi người nên giúp. Nên họ nhận người tị nạn vào gia đình họ, nhận nuôi trong gia đình họ. Ồ, ý kiến hay lắm, tôi thấy trên TV một số thị trưởng hay là người trong nhà thờ, họ lên tiếng cho người tị nạn rằng Bavaria rất nhiều sắc thái, chúng tôi hoan nghênh các màu da khác, ý nói là dân chúng từ những thành phố khác, quốc gia khác. Họ rất là cởi mở về việc này, tôi mừng lắm. Tôi có ở Bavaria một thời gian lâu lắm. Monique thuộc về Bavaria đó, biết không? Tốt lắm. Cảm ơn sư phụ về những gì Ngài đã làm, về tấm gương sáng cho chúng con noi theo. Ồ, chưa chắc mọi người đã biết về tôi, nhưng từ trường đó giúp cho sự thay đổi, lòng tôi chân thành lắm. Ngày nào cũng cầu nguyện, tôi cầu cho vũ trụ và cho thế giới của quý vị, cho thế giới này. Con không thể nói lên được lòng biết ơn của con mỗi ngày trước những việc sư phụ làm. Ngày nào tôi cũng thiền nhiều lắm, rất nhiều, chỉ với một mục đích, giúp đỡ bằng lực lượng trên cao, từ vũ trụ nguyên thủy. Mỗi ngày tôi đều cảm ơn các hội đồng, cảm ơn quyền năng của Thượng Đế và vũ trụ để giúp nhân loại khai ngộ hơn, thương yêu hơn và hòa bình hơn. Mỗi ngày, ngày nào cũng không quên cảm tạ. Rồi, không nên ăn cái này, nhưng một cái thôi không sao. Ba Lan. Còn ai nữa tôi quên cho không? Ai nữa muốn nói? Nói trước rồi bánh thường chai sao? Chào sư phụ. Chào cô. Thưa sư phụ, con xin chia sẻ tin vui cũng từ Đức. Hôm nay là ngày trọng đại ở Đức. Ừ nhỉ, quên mất. Nghe đâu đó nói là bên Đức bớt ăn thịt nhiều lắm. Ý nói toàn thể quốc gia, có đúng không? Dạ. Ờ, thống kê đó, biết không? Rồi, nói đi. Hôm nay có cuộc biểu tình rất lớn ở Karlsruhe. Họ đứng trước Tòa án Hiến pháp của Đức. Đó là nơi đưa ra luật, thì họ nói rằng chúng ta không nên thử nghiệm trên động vật. Rất nhiều người từ khắp nơi đến đó. Họ đứng đó yên lặng. Dạ không, không phải yên lặng mà là la lớn phản đối, tại vì họ nói chúng ta nên giúp đỡ loài vật. Ờ, tốt. Rất nhiều doanh nhân và các công ty nổi tiếng họ đến giúp. Tốt lắm. Đó là một chuyện. Còn trong những tháng, những năm trước, có rất nhiều cuộc biểu tình mà rất nhiều người trẻ tuổi tham gia. Họ biểu tình chống sở thú, chống gánh xiếc, chống lấy lòng thú và ăn thịt động vật. Tốt lắm. Dạ, họ có nhiều tổ chức. Một tổ chức tên là Sufutia, nghĩa là thú vật vì... À, không phải, sinh viên vì thú vật. Cho nên đó là một xu hướng rất lớn. Rồi họ quyên góp đồ gửi tới Smyra. Trại nuôi thú vật mà không bị giết, con nghĩ vậy. Họ gửi cho chỗ đó để có thể giúp cho nhiều chó. Đó là trại nuôi thú vật lớn nhất ở châu. Hoan hô. Và ở Karlsruhe, cách đây mấy tuần, chúng còn mở một tiệm thuần chay đầu tiên ở đó. Ờ, tốt quá. Thành phố đó hơi nhỏ, nhưng có tiệm chay đầu tiên. Rất nhiều người ăn thuần chay và thuần chay ở đó, họ tụ tập lại ăn uống với nhau. Bầu không khí rất là vui nhộn và mọi người thích thú. Tốt. 3 tuần trước, một người bạn của con có một hội thảo ở 2 trường đại học.
Anh nói về lý do tại sao không nên ăn loài vật. Rất nhiều người tới và mọi người đều vui vẻ. Rồi sau đó, mọi người có một buổi ăn ngoài trời và họ được ăn thuần chay. Tốt. Có biết hồi xưa tôi sống ở Kasua không? Dạ không. Ờ, tôi ở đó đó. Hồi nào à? Quá cũng gần. Dạ, ở đó cũng có một nhà hàng chay. Ờ, ta làm đám cưới ở Swatwa Kasua đó. Hay quá. Tôi cũng làm việc cho người tị nạn ao lạc Việt Nam ở đó. Ồ, nói về người tị nạn, có một số người ngồi trước trại tạm trú của dân tị nạn khi cảnh sát đến đó bắt để đưa họ hồi hương. Rất nhiều người ngồi đó phản đối, nói là không được, các ông muốn bắt người tị nạn thì các ông phải bắt chúng tôi đi nơi khác trước. À, tôi có thấy trên TV như vậy. Ngày nay họ biểu tình nhiều lắm để bảo vệ người tị nạn từ những quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Ôi, kinh hoàng quá. Nhưng đây là tin vui. Họ tử tế nhân hậu như vậy là tốt cho nước Đức, tốt cho quốc gia quý vị. Và ở các trường đại học mỗi ngày họ đều có ít nhất một nhóm thuần chay. Tốt lắm. Và họ có tuần lễ thuần chay nữa. Tốt lắm. Cho nên mọi người có cơ hội ăn thuần chay. Chà, tốt quá, hay quá. Vui quá. Ok, tốt lắm. Một cái bánh thuần chay. Cô đó kể mấy chuyện nhỉ? Ôi, sư phụ ơi, nói đi. Về nước Đức, bạn con có làm một danh sách thực phẩm có số E nào thì ăn được? Tức là thực phẩm có số nào là thuần chay và số nào là không phải. Con nghĩ cái đó rất tốt. Anh ấy đang muốn làm lại cho nó tốt hơn. Có thể anh ấy sẽ bán hoặc là mang cho mọi người. À, cũng được. Hoặc đưa lên Internet để ai muốn tải xuống thì tải, khỏi phải trả tiền. Dạ. Đây. Cảm ơn cô. Nữa hả? Muốn bánh nữa? Dạ không, không. Con muốn kể nữa, nói đùa thôi. Ở nhà chúng con hứng nước mưa. Chúng con có 5 cái bình lớn. Không phải bình, thùng, thùng lớn. Mỗi lần trời mưa, mọi người chạy ra. Vui vẻ nhảy múa, hứng nước mưa. Chúng con dùng nước đó để rửa bát đĩa, hay là lau nhà, rửa xe, trồng rau. Tốt. Nhưng cũng nên làm cái như là mát xối, rồi nước mưa tự động chảy vô thùng. Dạ, chúng con có cái đó. Tốt, tốt. Và dùng nhiều quang điện mặt trời và bóng đèn LED. Ok, nói quý vị nghe này. Chúng ta cần nghỉ ngơi nhé. 5 giờ rồi, tới lúc ăn cơm. Lát nữa có thể tôi sẽ trở lại hoặc là ngày mai. Quý vị ở đây một thời gian mà, phải không? Quý vị phải đi ăn. Lát nữa mình nói chuyện nữa nhé. Vẫn thương quý vị như thường. Đi nhưng mà thương. Rồi trước trại tạm trú của dân tị nạn khi cảnh sát đến đó. Nếu quý vị bị mũi cắn thì lấy chút giấm xoa lên. Nó lành mau hơn. Đỡ ngứa lẹ lắm. Mà không hại thân thể. Không có hóa chất, không bao nhiêu. Ngày nay họ biểu tình nhiều lắm. Hồi trước, mấy năm trước, mũi không cắn tôi. Mà bây giờ không biết sao lại cắn. Có gì không ổn hả? Họ tử tế nhân hậu như vậy là tốt cho nước Đức. Khác, bây giờ là mũi khác hả? Hay tại tôi nhiều tuổi hơn nên nó nghĩ tấn công dễ hơn. Mấy con mũi khác, trời ơi. À, ok, ok. Gặp mấy cưng sau nha. Có cơ hội ăn thùng chay. Chà, tốt quá, hay quá. Vui quá, ok, tốt lắm. Một cái bánh thùng chay. Bánh thùng chay quý vị ăn đi. Dù là cứu hay không cứu địa cầu. Quý vị chia nhau nhé. Mỗi người một cái. Bánh nhỏ thì lấy 2. Bánh lớn thì lấy 1. Lát nữa gặp. Tôi ở gần đây mà. Làm lại cho nó tốt hơn. Có thể anh ấy sẽ bán hoặc là mang cho mọi người. À, cũng được. Tưởng đến đây đọc truyện quý vị nghe. Ai về quý vị lại kể chuyện cho tôi nghe. Cũng tốt. Gặp quý vị sau.
Supreme Master Ching Kai's lectures.